Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 137. Mã Chiếm Anh, nếu gặp phải quái vật yếu hoặc đông người thì cũng có thể đấu được với quái vật, nhưng khi quái vật quá mạnh, thì cảnh giới tôi thể chẳng đáng là gì. Đương nhiên, nếu như tôi thể tầng 6 thì sẽ đỡ hơn rất nhiều. Ngô Bình, tại sao không thể đột phá được tầng 6? Mã Chiếm Anh, thế giới này rất ác cảm với người tu hành, luyện khí dễ bị chân khí hỗn loạn, tôi thể cũng vậy, dễ gặp phải rất nhiều vấn đề, chuyện này khiến tôi thể rất khó luyện đến cùng, có thể luyện đến tôi thể tầng 6 đã rất giỏi rồi. Ngô Bình, tôi thể tầng 9 mạnh cỡ nào? Mã Chiếm Anh bật cười, tôi đi từ Nam ra Bắc, từng đến một số thành phố lớn, thậm chí còn từng gặp cao nhân của những môn phái lớn, họ nói người mạnh nhất trong lịch sử cũng chỉ đến được tôi thể tầng 8. Đến được tầng 8 thì đã có thể một chọi một, đánh chết quái vật cấp 8 bên ngoài rồi. Nếu như là tôi thể tầng 9 thì tôi nghĩ nhất định sẽ có thể giết chết quái vật cấp 5. Ngô Bình, trong số các quái vật cấp mấy mạnh nhất? Mã Chiếm Anh, quái vật mạnh nhất tôi từng gặp trong đời là một con quái vật cấp 6. Lúc đó nếu không nhờ có một vị pháp sư ra mặt thì chúng tôi đều đã chết hết rồi. Dù là như vậy thì tôi vẫn bị thương nặng, suýt chút mất mạng. Ngô Bình, nói như vậy thì quái vật cấp 6 tương đương với cao thủ cấp pháp sư, thực lực rất đáng sợ rồi. Mã Chiếm Anh, đấy là loại quái vật mạnh nhất mà tôi từng gặp, thế giới rất rộng lớn, nghe nói còn có quái vật siêu cấp vượt cả cấp 12, loài người vốn không thể kháng cự nổi. Ngô Bình gật đầu, hỏi vấn đề mà anh thắc mắc nhất, tại sao quái vật lại không vào trong trấn? Mã Chiếm Anh im lặng, một lát sau mới nói, vì trấn đã được cao thủ đánh dấu. Quái vật bên ngoài không dám vào. Ngô Bình, cao thủ thế nào mà lại có sức uy hiếp đến thế? Ngô Bình lại lên một đơn thuốc, bảo Hoàng Thù cho người đi bốc thuốc. Trong lúc rảnh rỗi sau khi trị liệu, Ngô Bình nhân cơ hội học hỏi thêm cách luyện khí từ Mã Chiếm Anh. Anh nghe ông ta nói xong thì mới biết cách luyện khí ở chỗ này không giống với kinh nghiệm luyện khí của mình mà có lộ trình cố định và cách tránh chân khí hỗn loạn. Sau khi nghe được những cách đó, Ngô Bình thu hoạch được rất nhiều, lập tức ghi nhớ thật kỹ. Mã Chiếm Anh nói luyện khí có 12 tầng, có điều năm xưa ông ta chỉ luyện đến tầng thứ 6, nếu tiếp tục nữa thì sẽ vô cùng khó. Luyện khí tầng 7 và tầng 9 liên quan đến một nơi kỳ diệu hơn, tư chất của ông ta vẫn chưa đạt đến mức đó. Theo cách nói của ông ta, phần lớn thiên tài trên thế giới này có thể đạt đến luyện khí tầng 9, thiên tài siêu cấp đạt đến được cấp 10 có không quá 10 người. Còn cấp 11 và cấp 12 thì chỉ có những nhân vật giỏi nhất lịch sử mới có thể đạt đến, nhưng có vẻ người như vậy không hề tồn tại. Tầng luyện khí càng cao sẽ càng có lợi cho việc tu hành sau này. Chẳng hạn, so với luyện khí tầng 9, luyện khí tầng 10 không chỉ có phẩm chất chân khí thuần túy hơn mà chân khí còn có thể đạt đến khu vực và phạm vi cao hơn. Hơn nữa, mỗi tầng đều khơi thông huyệt đạo đặc biệt, càng có nhiều huyệt được khơi thông thì cơ thể sẽ càng mạnh mẽ. Thậm chí khi tầng luyện khí cao hơn thì tôi thể sau này mới có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Cuối cùng, Mã Chiếm Anh lấy ra hai quyển sổ tay, bao gồm giảng giải luyện khí và kiến thức về tôi thể. Anh học hành không nhiều nên cũng chỉ hiểu sơ sơ về nội dung trong sách. Ngô Bình hỏi quyển sách đó từ đâu mà có, Mã Chiếm Anh nói đó là của Triều Thiên Tông, một môn phái rất mạnh. Sau khi thuốc được mua về, anh sắc cho Mã Chiếm Anh uống và nói cho ông ta biết chỉ cần uống liên tục 7 ngày thì vết thương của ông ta sẽ cơ bản hồi phục. Tối đó, Tôn Lương Tài chào tạm biệt, Ngô Bình tạm ở lại phủ của Hoàng Thù, vừa chữa bệnh cho Mã Chiếm Anh vừa luyện khí. Bây giờ anh mới biết sở dĩ trước đây mình luyện khí chân khí bị hỗn loạn là do luyện không đúng cách, hơn nữa, lộ trình tu luyện cũng khác hẳn với chỗ này, không xảy ra vấn đề vấn mới lạ. Thế là tiếp đó anh cứ thế mà làm, tu luyện theo nội dung trên sổ tay, thế là tốc độ tu luyện được nâng cao rõ rệt. Sau vài phút, anh đã đạt đến được luyện khí tầng 1, tiếp đó đến tầng 2, tầng 3. Sau một tiếng, anh đạt đến luyện khí tầng 5. Bắt đầu từ luyện khí tầng 5, cần phải khơi thông một số huyệt đạo trên cơ thể, tương tự như linh khiếu trước đó nhưng cũng có điểm khác biệt. Khi huyệt đạo đầu tiên được khai thông, Ngô Bình đã cảm thấy có chút sức mạnh từ bên trong phát ra, khiến cơ thể anh được nâng cao rất nhiều. Sau đó, anh bước vào luyện khí tầng 6, anh cần khơi thông hai huyệt đạo, độ khó cao hơn một chút. Có điều, anh có kinh nghiệm phong phú,
có kinh nghiệm phong phú, lại hiểu rất rõ về con người nên quá trình diễn ra rất thuận lợi. Tầng 6 đả thông 3 huyệt vị, tầng 7 đả thông 4 huyệt vị, tầng 12 cần đả thông 9 huyệt vị, cộng tổng lại là 45 huyệt vị. Sang ngày thứ 2, Ngô Bình đến luyện khí tầng 7. Ngày thứ 3 thì đến luyện khí tầng 9. Ngày thứ 4 là luyện khí tầng 11. Cùng lúc đó, Ngô Bình cũng bắt đầu tu luyện tôi thể tầng 1. Đối với anh mà nói, tôi thể dễ dàng hơn luyện khí, vì anh đã đả thông được 45 huyệt vị nên tôi thể rất nhẹ nhàng, đạt được tôi thể tầng sau trong ngày đó luôn. Đến ngày thứ 2, lúc anh muốn luyện tôi thể tầng 7 thì cảm thấy có chút khó khăn. Thế giới này rất hỗn loạn, dù có chỗ dựa thì cũng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Khi đến tôi thể tầng 7 thì sẽ chạm đến một số khu vực đặc biệt trong cơ thể, những khu vực này gọi là ải. Chẳng hạn, trên chân có hai phong ải nằm bên chân trái và chân phải, một khi đả thông thì sức mạnh của chân và khả năng bộc phát sẽ được nâng cao đến cực độ. Ngô Bình còn phát hiện ra, những ải này có quan hệ mật thiết với 45 huyệt vị. Tôi thể tầng 7 cần đả thông 9 ải này nằm ở chân, cánh tay, xương sống, bên hông. Một khi được đả thông thì sức mạnh của cơ thể sẽ hợp thành một thể, thực lực sẽ được nâng cao về chất. Ngô Bình lại mất hết 3 ngày, đả thông 9 ải, khi 9 ải được đả thông, tố chất cơ thể của anh được nâng cao tối đa. Lúc này, Mã Chiếm Anh đã hoàn toàn hồi phục, Ngô Bình cũng thích nghi được với cách thức tu luyện của thế giới này. Anh muốn tiếp tục tu luyện xa hơn, hướng đến tôi thể tầng 8. Nhưng tôi thể tầng 8 liên quan đến một lĩnh vực thần bí khác của cơ thể được gọi là nhãn. Tôi thể tầng 8 phải khơi thông 12 đạo nhãn, nằm ở những bộ phận khác nhau trên cơ thể. Sự quan trọng của nhãn còn hơn cả ải, mở được nhãn thì cơ thể mới có thể đột phá nhanh. Có điều, tôi thể tầng 8 cần rất nhiều dược liệu quý mà trong trấn không có. Hơn nữa, Ngô Bình cũng không biết mấy loại dược liệu này, phải dựa vào hình ảnh để tìm. Sau khi tôi thể tầng 7 viên mãn, Ngô Bình chào tạm biệt Hoàng Thù và Mã Chiếm Anh, anh cầm theo một thanh đao, chuẩn bị một mình ra khỏi trấn lăn lộn, xem thử những quái vật bên ngoài như thế nào. Theo cách nói của Mã Chiếm Anh, tôi thể tầng 6 đã đủ mạnh rồi, có thể đi lại một mình nơi hoang dã. Bây giờ anh đã là tôi thể tầng 7, bản thân lại có kiến thức võ học uyên thâm, thiết nghĩ đã có thể ra ngoài rồi. Mấy người Hoàng Thù ra sức khuyên răn nhưng vô dụng. Chỉ đành đích thân tiễn anh ra khỏi trấn và tặng anh lương khô cùng vũ khí. Tại ranh giới có một cánh cổng lớn, bên trong cánh cổng là trấn nhỏ an toàn, bên ngoài cánh cổng là một vùng đất hoang dã, đầy khí tức lạ. Ngô Bình đứng trong cánh cổng, chắp tay chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người. Anh nói xong thì quay đầu đi về phía vùng đất hoang rồi từ từ biến mất. Ngô Bình đứng im tại chỗ, cơ thể cảm nhận mọi thứ xung quanh đang thay đổi. Lúc này, anh cảm thấy mặt đất phía sau rung lắc nhẹ. Anh cười lạnh lùng, khom người và rút đao ra. Vù! Đao quang lóe lên, cánh tay của một con quái vật liền bị anh chém đứt, đồng thời có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Anh lập tức ngẩng đầu thì thấy một con quái vật hình người mắt đỏ liên tục lùi về sau, cánh tay phải đã bị anh chặt đứt. Anh quan sát kỹ con quái vật đó, cảm thấy nó khá giống với con quái vật Hoàng Thù nói, bên ngoài không có da. Máu thịt be bét, chân và tay đều là xương, răng cũng lộ ra ngoài, trông vừa đáng sợ vừa buồn nôn. Quái vật bị thương thì nhìn Ngô Bình chằm chằm, không ngừng lùi về sau. Sao Ngô Bình có thể bỏ qua cho nó, đôi chân anh di chuyển một cách thần kỳ, áp sát bên phải con quái vật chỉ trong tích tắc, sau đó chém một đao. Ọc! Quái vật đã bị thương nên phản ứng chậm hơn nhiều, không kịp tránh thì đã bị chém đứt đầu. Lúc quái vật chết, Ngô Bình cảm giác có một luồng sức mạnh tràn vào trong cơ thể mình, khiến thực lực của anh tự dưng tăng lên một bậc. Anh ngây ra một lát, chuyện gì thế này? Không ngờ cái chết của quái vật lại có thể gia tăng được thực lực của anh. Anh cất đao vào rồi tiếp tục đi về trước, anh đi thêm mấy dặm nữa thì cảm thấy có thứ gì đó đang âm thầm bám nuôi mình, thế là anh lại dừng lại, xung quanh liền xuất hiện 5 con sói. Đầu và các khớp của 5 con sói đều được xương cốt bao bọc, chúng cao 2 mét, cơ thể còn lớn hơn cả ngựa, con nào con nấy đều nhe nanh, từ từ tiến lại gần anh. Khi 5 con sói tiến lại gần,
Ngô Bình đã bất giác cảm nhận được thực lực của mỗi con sói yếu hơn một chút so với con quái vật trước đó, chỉ nằm cỡ 8 phần, nhưng cả 5 con cộng lại thì sức chiến đấu lại vượt xa so với con quái vật trước đó. Anh thở phào, anh là tôi thể tầng 7 nên cũng chẳng sợ đám sói này, dựa vào kinh nghiệm võ học của anh, dù có thêm 5 con nữa thì anh vẫn có thể đối phó được. Gào! Một con sói từ bên trái nhào qua, rõ ràng là đang tấn công thử. Chỉ cần Ngô Bình vung đao thì những con còn lại sẽ đồng loạt tấn công. Ngô Bình vẫn luôn rất bình tĩnh, mãi đến khi con sói lại gần anh tầm 2 mét trở lại thì anh mới đột ngột khom người, vung đao. Ọc! Một chiếc đầu sói rớt xuống, máu phụt ra. Những con sói còn lại liền xông lên, đao quang như một dải lụa, phân ra làm hai, giết chết hai con sói phóng đến nhanh nhất, một con bị chém vào hông, con kia bị chém đứt đầu. Hai con sói đang búng thân lên cao hoảng sợ, lập tức quay đầu chạy về hai bên. Ngô Bình nhìn thấy người đó thì biết đối phương là một cao thủ có cảnh giới trên cảnh giới tôi thể. Anh nhìn sang người đó, tay nắm chặt đao. Người đàn ông trung niên nói, không cần căng thẳng, tôi cũng giống như cậu, là tu sĩ ra khỏi khu vực an toàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình, anh luôn ở gần đây sao? Người đàn ông trung niên cao to, mắt màu vàng nhạt, bên hông có đeo một thanh đao. Anh ta dừng lại cách Ngô Bình khoảng 20 bước rồi nói, tôi tên Thạch Trường Dã. Ngô Bình, lúc nãy anh nói đến cảm giác khi tôi giết quái vật sao? Người đàn ông trung niên, khi những quái vật này bị giết chết thì sẽ tác động đến một loại quy tắc cổ đại, sinh mệnh và sức mạnh của quái vật sẽ có một phần được chuyển lại vào cơ thể thợ săn. Ngô Bình giật mình. Hỏi, một phần là bao nhiêu? Thạch Trường Dã, tùy thuộc vào từng người, có liên quan đến khả năng lĩnh ngộ của tu vi của mỗi cá nhân, mỗi khi giết chết một con quái vật thì có thể lấy lại được hơn một nửa sức mạnh của nó. Ngô Bình, một nửa sao? Hơn là hơn chừng nào? Nghe nói có một số người có thể có được hơn 3 phần nhưng tôi chưa từng gặp thiên kiêu như thế. Ngô Bình giật mình. Theo như tính toán từ năng lượng anh có được khi con quái vật đầu tiên chết đi, ít nhất anh cũng có được 6 phần sức mạnh của con quái vật đó. Còn có thu hoạch lớn hơn nữa không? Anh hỏi. Thạch Trường Dã lắc đầu, không thể quá cao, theo tôi được biết thì hơn 3 phần đã là mức cao nhất rồi. Ngô Bình, anh ở ngoài khu vực an toàn là để giết quái vật, kiếm lợi sao? Thạch Trường Dã, thực lực của tôi có hạn. Chỉ dám luẩn quẩn ở gần khu vực an toàn, thường chỗ này chỉ có quái vật cấp thấp. Ngô Bình, thông qua việc giết quái vật không ngừng tích lũy sức mạnh, hèn gì bây giờ thực lực của anh rất mạnh. Thạch Trường Dã cười, tích lũy sức mạnh. Sau này cậu sẽ biết sức mạnh đến từ những thu hoạch này sẽ mất dần từng ngày. Thường thì chỉ tầm 20 ngày thì sức mạnh trong cơ thể sẽ tan biến hết. Thạch Trường Dã, tôi cũng chỉ mới đến khu vực này thôi, không dám nói có hiểu biết. Nhưng nhất định biết nhiều hơn cậu. Dược liệu mà cậu cần tìm phải đi về phía kia, vào trong thung lũng, ở đó mới có nhiều dược liệu. Ngô Bình, cảm ơn. Thạch Trường Dã, nhưng trong thung lũng cũng có nhiều quái vật hơn, có thể có quái vật cấp 5, thậm chí là cấp 6. Ngô Bình nghe nói có thể có quái vật cấp 6 thì hơi chau mày, nói, xem ra tôi phải giết thêm ít quái vật, nâng cao thực lực. Thạch Trường Dã đến bên cạnh con lợn rừng. Bổ đầu chúng ra rồi lấy ra một viên ngọc màu xám to bằng hạt đậu xanh, anh ta nói, giết quái vật ngoài việc có được sức mạnh thì còn có thể có được loại nguyên đan này. Loại nguyên đan giống như loại màu xám này là tiền tệ mạnh, có thể dùng như tiền. Ngô Bình, vậy một viên nguyên đan có thể đổi được bao nhiêu tiền vàng? Thạch Trường Dã cười, nói ít nhất cũng được 3.000 tiền vàng, loại to hơn chút có thể đổi được trên 1 vạn. Anh tiến tới một bước. Nói, trên loại đan xám này còn có đan trắng, đan xanh lam, đan tím, đan vàng. Nếu kích thước bằng nhau thì giá trị của đan trắng gấp 5 lần đan xám, đan xanh lam thì gấp 5 lần đan trắng, cứ vậy mà tính lên. Mắt Ngô Bình sáng lên, anh lập tức lấy đan xám trong người những con sói còn lại, cất hết vào túi. Thạch Trường Dã, tôi không dám qua bên thung lũng, khuyên cậu cũng nên cẩn thận một chút. Ngô Bình cảm ơn. Mỉm cười rồi nói, tôi vẫn muốn đến xem thử. Thạch Trường Dã thấy anh kiên quyết như vậy thì liền đi trước dẫn đường, Ngô Bình đi về phía thung lũng theo sự chỉ dẫn của anh ta.
Trên đường đi, anh lại giết thêm 7-8 con quái vật, đến khi đến bên ngoài thung lũng thì thực lực đã được tăng lên hơn gấp đôi. Anh đến trước thung lũng, nhìn sơ qua thì thấy khắp nơi trong thung lũng đều là dược liệu, trong đó có mấy loại anh cần. Mắt anh sáng lên, anh bước nhanh qua, nhưng khi anh vừa đến thung lũng thì liền có một con hươu trắng từ bên cạnh nhảy ra. Con hươu đó rất kỳ lạ, đôi mắt màu xám, móng màu bạc, cả người trắng như tuyết, cao hơn 5 mét. Nó bay lên cao, đá về phía Ngô Bình ở dưới. Ngô Bình thử một hồi mới nhảy từ lưng hươu xuống, đoạn vỗ đầu nó, nói rằng, đừng ngoan cố. Còn bướng nữa thì ta chỉ đành giết ngươi thôi. Ta giết ngươi rất dễ dàng đấy, ngươi biết mà. Ánh mắt của hươu trắng không còn sắc bén nữa. Nó hơi cúi đầu xuống. Ngô Bình cũng mặc kệ nó có hiểu hay không, lại trèo lên lưng hươu, vỗ nhẹ vào người nó. Thế là hươu trắng chậm chậm đi vào thung lũng. Trong thung lũng rõ ràng không chỉ có một con quái vật hươu trắng, nhưng có lẽ là do quá nghi ngờ, dù Ngô Bình đang cưỡi trên lưng hươu trắng, mà nó lại không có phản kháng gì. Cuối cùng Ngô Bình cũng tìm được vị trí có dược liệu. Anh quay người nhảy xuống, hái một chiếc lá rồi bỏ vào miệng nhai, cảm nhận dược lực của nó. Không thể không nói, thung lũng này tựa như một vùng đất linh vậy. Ở đây, dược liệu mạnh hơn dược liệu ngoài kia rất nhiều, và có cả những dược liệu mà anh cần. Ngô Bình đã tìm dược liệu khắp thung lũng như thế. Sau khi trời tối, anh đã tìm ra tất cả dược liệu cần thiết để đột phá tôi thể tầng 8. Ở nơi này, anh đã tìm đủ dược liệu cần thiết để mở ra ba nhãn của tầng 8 tôi thể. Sau đó anh vỗ vỗ con hươu trắng, bảo nó đưa mình rời khỏi đây. Từ đầu đến cuối, quái vật ở đây không hề ra tay với Ngô Bình. Ra khỏi thung lũng, Ngô Bình tìm một thung lũng lân cận, giết chết một con quái vật gấu ở đó rồi chiếm hang ổ của nó. Anh đốt lửa trong hang, bắt đầu sắc thuốc, lần lượt cho 7 loại dược liệu vào nồi thuốc. Sau khi cho loại cuối cùng vào, anh đếm đến 50 rồi đột ngột bưng nồi thuốc đang sôi ủng ục lên, một hơi uống cạn. Hết cách, bây giờ anh không thể luyện đan, chỉ đành dùng phương pháp thô sơ này để có thể phát huy tối đa công hiệu của dược liệu. Sau khi anh uống thuốc, con hươu trắng kia cứ ngồi ở cửa hang mà nhìn anh chằm chằm, tựa như đang kiếm tìm sơ hở của anh, một khi có cơ hội là chạy trốn ngay, sau đó tìm thời cơ giẫm chết loài người đáng ghét này. Cuối cùng, Ngô Bình cũng nhắm mắt lại, hươu trắng đang định đứng dậy thì bỗng cảm nhận được luồng khí tức khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể Ngô Bình. Không khí xung quanh đều ngưng tụ, một trường lực đáng sợ xuất hiện và khóa chặt lấy nó. Hóa ra, Ngô Bình đã nhờ dược lực để đột phá tôi thể tầng 8, mở ra nhãn đầu tiên. Nhãn này có thể kiểm soát sức mạnh, khiến sức mạnh hình thành quy luật tự chủ. Lúc này, sức mạnh của anh không còn là sức mạnh đơn thuần nữa, mà gần như là pháp lực. Sau hơn một giờ ổn định, Ngô Bình tiếp tục sắc thuốc, chuẩn bị mở nhãn thứ hai. Sau khi trời sáng, Ngô Bình nghỉ ngơi một lát rồi lại trở vào thung lũng kia, tiếp tục tìm dược liệu. Hươu trắng đã biết điều hơn hôm qua rất nhiều. Ngô Bình bảo nó đi đâu thì nó đi đó. Nhưng quái vật ở nơi này có vẻ đã nhìn rõ bản lĩnh của Ngô Bình. Cuối cùng thì lần này cũng có con quái vật thứ hai xuất hiện. Đây là một con dê núi mắt xanh, cao gần 3 mét, bên dưới lớp lông là lớp vảy, trông như áo giáp. Thật không may, răng của nó không phải là răng hàm của loài ăn cỏ, mà là răng nanh. Ngô Bình quan sát con dê núi. Anh có thể phán đoán thực lực của dê núi ít nhất phải mạnh hơn hươu trắng gấp 2, 3 lần. Chân của con dê núi này còn tiến hóa thêm gai xương khá giống lưỡi lê, có thể làm người ta bị thương. Be! Dê núi cất tiếng kêu, bất thình lình lao về phía Ngô Bình cùng cặp sừng sắc nhọn bằng tốc độ cực kỳ nhanh. Anh nghiêng người né tránh. Lúc dê núi chạy ngang qua anh, một chân của nó đột ngột phun ra, gai xương bay thẳng vào ngực của Ngô Bình. Ngô Bình lại tránh đòn, sau đó túm chặt đuôi nó. Dê núi đau đớn dùng chân sau đá anh, kết quả là bị Ngô Bình chém nứt cả hai chân. Nó đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Ngô Bình chẳng hề thông cảm, tiến đến đâm thêm hai nhát nữa, giết chết con dê. Vào giây phút dê núi chết đi, một luồng sức mạnh xuất hiện trong cơ thể Ngô Bình. Sự xuất hiện của luồng sức mạnh này đã khiến Ngô Bình nhận ra, các quan và nhãn mà anh đã mở đều có thể kiểm soát dễ dàng những luồng sức mạnh từ bên ngoài này.
Sau đó, anh lấy ra một nguyên hạch màu xanh lam, to bằng hạt lạc từ trong sọ của dên núi. Thứ này có thể bán lấy tiền, anh phải để dành. Sau khi anh giết dê núi, những con quái vật đang rình rập đều trở nên ngoan ngoãn hơn. Ngô Bình tiếp tục hái thuốc. Trong thung lũng có mấy chục nghìn loại dược liệu, có thể mở toàn bộ 12 nhãn. Thế là trong ngày hôm nay, anh lại mở ra 3 nhãn. Nhãn mở ra được càng nhiều, khả năng kiểm soát sức mạnh và gia tăng sức chiến đấu của anh càng rõ rệt. Anh cũng phát hiện ra, khi nhãn tăng lên, tốc độ biến mất của những sức mạnh bên ngoài trong cơ thể anh cũng sẽ chậm lại. Cứ thế, anh lại trải qua 2 ngày nữa. Ngày thứ 4 đến thung lũng, cuối cùng Ngô Bình cũng đã thông nhãn thứ 12. Toàn bộ 12 nhãn đã được mở ra, anh cảm thấy xiềng xích giam cầm sức mạnh trong cơ thể mình đều được giải phóng, anh thấy rất thư thái. Quả nhiên là lợi ích rất lớn, tiếp theo mình phải đột phá tầng 9 tôi thể thôi. Anh đi tìm kiếm khắp nơi, mất 3 ngày mới tìm được vùng đất giàu dược liệu thứ 2. Đây là một ngọn núi, trên núi đầy dược liệu nhưng cách đó khá xa, anh cảm nhận được trên núi có quái vật vô cùng đáng sợ. Hươu trắng cùng cảm nhận được nên khi còn cách ngọn núi hơn 100 dặm, nó đã trở nên bồn chồn bất an, bắp thịt căng cứng lại. Cuối cùng, khi còn cách ngọn núi 10 dặm, anh có nói gì con hươu trắng cũng không đi, có đánh chết cũng không chịu đi. Ngô Bình hết cách, chỉ đành để lại hươu trắng rồi một mình lên núi. Đến dưới sườn núi, Ngô Bình phát hiện quanh đây còn có người khác, mà không chỉ một người, họ đứng thành từng nhóm tụm 3 tụm 5, nhưng không một ai lên núi cả. Ngô Bình nhìn quanh quất rồi đi về phía 3 người gần mình nhất. 3 người này gồm 2 nam 1 nữ, tuổi tác còn trẻ, có lẽ đều là người săn quái của cảnh giới tôi thể. Cô gái mặc một chiếc quần da bó sát, chân dài, buộc tóc đuôi gà, hông dắt 2 thanh đoản đao, sau lưng đeo 1 cây cung tên. Thấy Ngô Bình đột nhiên đến gần, 3 người họ lập tức lộ vẻ cảnh giác, tay nắm chặt vũ khí. Vậy nên khi chỉ còn cách họ 5 mét, anh dừng lại, ôm quyền chào, chào các vị. Một người đàn ông để rìa mép cất tiếng hỏi, có chuyện gì? Ngô Bình hỏi, tôi muốn hỏi thăm một chút, tại sao gần đây có nhiều người săn quái như vậy? Rìa mép đáp, trên núi có quái vật cấp 7 đang bị thương, mọi người đều muốn giết nó. Cô gái tiếp lời, người trên núi đều đã chết, tuy nó là quái vật cấp 7 đã bị thương, nhưng không phải pháp sư bình thường nào cũng đấu lại được. Ngô Bình hỏi, nếu đó đã là quái vật cấp 7, tại sao vẫn có nhiều người tôi luyện tham gia như thế? Lòng tham, tất cả mọi người đều cho rằng vận may sẽ đến, chúng tôi cũng vậy, cô gái nhìn anh. Cô ấy có dung mạo đẹp như tranh nhưng vẫn không kém phần khí khái, khiến người ta có ấn tượng rất sâu đậm. Ngô Bình vẫn chưa ngu ngốc đến mức nghĩ mình có thể đối chọi với yêu quái cấp 7. Đừng nói là cấp 7, dù là cấp 6, anh cũng không phải đối thủ. Khẽ thở dài, anh quay lưng rời đi, nhưng mới được mấy bữa đã nghe cô gái kia hỏi, đến cũng đến rồi, anh không muốn hóng chuyện vui à? Ngô Bình đứng lại rồi hỏi, chuyện vui gì? Cô gái đáp, có 4 pháp sư đã mang theo một món sát khí rất lợi hại lên núi, có lẽ lát nữa sẽ ra tay. Ngô Bình nói, 4 vị pháp sư cộng thêm sát khí, chắc hẳn vẫn có cơ hội giành phần thắng, dù gì con quái vật đó cũng bị thương rồi. Ánh mắt của cô gái chưa từng rời khỏi Ngô Bình. Trên thế giới này, phụ nữ luôn ngưỡng mộ kẻ mạnh. Kẻ mạnh có thể cho họ cảm giác an toàn. Hơn nữa, phụ nữ càng có tầm nhìn, càng thích kẻ mạnh. Anh là tôi thể tầng mấy, cô gái ấy hỏi. Ngô Bình không muốn làm người khác kinh hãi, bèn đáp tầng 5. 3 người nhìn nhau, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Người đàn ông mặt dài lên tiếng, tôi thể tầng 5, anh không phải đang khoác lác đấy chứ. Khó trách anh ta lại nghi ngờ, dù sao thì tôi thể tầng 5 rất khó, 3 người họ cũng chỉ mới đến tầng 3 thôi. Ngô Bình nói, anh bảo tôi khoác lác thì cứ xem là vậy đi, anh không cần sự công nhận của họ. Cô gái cất lời, tôi tin. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Tiểu Vũ. 2 người này là Trảm Lãng và Trùng Huy. Trùng Huy chính là người để rìa mép, còn Trảm Lãng là người mặt dài vừa chất vấn Ngô Bình. 2 người này đều không chào đón Ngô Bình, dù sao bọn họ cũng không quen biết nhau. Ngô Bình giới thiệu, tôi là Ngô Bình. Tiểu Vũ nói, tôi mời anh gia nhập với chúng tôi.
Trảm Lãng cau mày, Tiểu Vũ, tôi sẽ không tin một người lạ mặt mới đến. Tiểu Vũ đáp trả, mọi người đều cần làm quen. Ban đầu anh cũng là người mới đấy thôi. Trung Huy cho biết, tôi cũng vậy, hiện giờ số lượng người của chúng ta đã đủ rồi, không cần người ngoài gia nhập. Đúng lúc này, trên đỉnh núi đột nhiên phát ra tiếng gầm phẫn nộ, rồi trời long đất lở, mặt đất rung chuyển. Sau đó có một người đàn ông bị gãy một cánh tay, toàn thân bê bết máu vừa lao xuống vừa hét lớn, bẫy, lần này là bẫy. Ầm ầm ầm. Bỗng có một lượng lớn quái vật xuất hiện từ bốn phương tám hướng, chí ít cũng phải mấy nghìn con, chỉ trong chốc lát đã bao vây đám người ở sườn núi. Vị tu sĩ bị gãy tay vừa xuống núi không lâu thì đột nhiên ngã xuống đất, máu không ngừng chảy ra từ thất khiếu, có lẽ sẽ không thể sống tiếp nữa. Tiểu Vũ biến sắc, quái vật cấp 7 là giả, là bọn quái vật ở nơi này muốn giết chúng ta. Ngô Bình rất kinh ngạc, đám quái vật này còn biết răng bẫy hư. Tiểu Vũ đáp, trí tuệ của quái vật cấp 6 không thua kém người bình thường, quái vật cấp 7 dĩ nhiên còn kinh khủng hơn. Vậy nên chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Họ đang nói chuyện thì quái vật trên núi gầm một tiếng thật lớn, quái vật dưới núi lập tức lao tới. Tiểu Vũ trầm giọng, kết trận. Ba người lập tức đứng thành ba góc, bày ra tư thế phòng thủ. Ngô Bình vẫn chưa chính thức gia nhập cùng họ, và lại cũng không có hứng thú. Anh chỉ lấy thanh trường đao ra và đứng phòng bị tại chỗ. Có từ vài trăm đến một nghìn người săn quái dưới núi, nhưng đối mặt với mấy nghìn quái vật, họ nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Bọn quái vật này còn vô cùng thông minh, mười mấy con tạo thành một nhóm, chuyên tấn công những người ở một mình hoặc nhóm ít người, cố gắng tiêu diệt những lực lượng sống càng nhiều càng tốt. Ngô Bình chỉ có một mình nên lập tức bị mười mấy con quái vật xông tới giết. Tiểu Vũ muốn giúp nhưng lại bị Trảm Lãng và Trùng Huy kéo ra sau. Tiểu Vũ giận dữ nói, anh ấy chết không có lợi gì cho chúng ta. Trảm Lãng hờ hững đáp, sống đến cuối cùng trước đã rồi hắn tính. Ngô Bình giơ đao lên, một con quái vật cấp 3 xông đến đầu tiên, đao quang lóe lên, đầu của nó đã đứt lìa. Tôi thể tầng 8, trừ phi là quái vật cấp 5, bằng không sẽ không thể gây uy hiếp đến anh. Bịch bịch bịch. Anh đi những bước kỳ lạ, một nhát một con, chỉ trong chưa đầy 10 giây, mười mấy con quái vật đều bị anh giải quyết sạch, còn mạnh nhất là quái vật cấp 4. Giết xong đám quái vật này, thực lực của Ngô Bình đã tăng thêm 30-40%. Đám Trảm Lãng đều sửng sốt, vẻ mặt khó tin. Tiểu Vũ cười nói, anh ấy không phải tôi thể tầng 5, ít nhất phải là tầng 6. Cô ấy lập tức tách hai người kia ra, đi đến trước mặt Ngô Bình, cười bảo thực lực của anh mạnh thật đấy. Ban nãy Tiểu Vũ đã muốn cứu anh, Ngô Bình có ấn tượng rất tốt với cô ấy, bèn cười đáp, tôi đứng trước, cô tiếp ứng. Thế là hai người cùng tiến lên, đối mặt với quái vật. Ngô Bình tinh thông đao pháp, chỉ cần một chiêu là giết chết những con quái vật dưới cấp 5. Lượng quái vật cấp 5 và cấp 6 cực kỳ ít, rất khó gặp phải. Quái vật nhìn hai người họ, không ngừng có quái vật mới lao đến giết, nhưng kết quả đều bị giết chết. Lượng quái vật do Ngô Bình giết càng lúc càng nhiều, 10 con, 50 con, 100 con. Thực lực của anh đã tăng lên gấp 3 lần so với lúc mới đến dưới núi. Nhưng những người còn lại không may mắn như vậy. Liên tục có người săn quái bị quái vật giết, những người săn quái còn lại không đoàn kết, tự mình tác chiến, thế là bị tiêu diệt từng người một. Trùng Huy và Trảm Lãng gia nhập nhóm khác, vừa đánh vừa lùi. Ngô Bình vốn muốn đột phá vòng vây, nhưng có quá nhiều quái vật xung quanh, chẳng bao lâu sau anh lại bị đẩy lùi. Nhờ sự bảo vệ của anh, Tiểu Vũ vẫn luôn rất an toàn, không hề bị thương. Lùi mãi, họ đã đến chân núi, sau lưng chính là núi. Lúc này, toàn bộ người săn quái đã tử trận một nửa, phần lớn những người còn sống cũng bị thương, tình thế rất xấu. Tiểu Vũ thở dài, e rằng hôm nay sẽ không ai có thể sống sót trở ra. Ngô Bình nheo mắt, hỏi Tiểu Vũ, ban nãy người chạy xuống núi có lẽ là một trong bốn vị pháp sư nhỉ? Tiểu Vũ gật đầu, bốn pháp sư cộng thêm món sát khí, dù quái vật cấp 7 có thắng cũng sẽ chịu tổn thất rất nặng nề. Món sát khí đó vô cùng lợi hại, do một kẻ mạnh đã vượt qua cảnh giới pháp sư tạo ra. Ngô Bình giật mình, nghĩa là,
quái vật cấp 7 trên núi có khả năng đã bị thương nặng. Tiểu Vũ đáp, rất có thể. Ngô Bình lập tức kéo cô ấy chạy lên núi. Hành động này làm Tiểu Vũ sợ hãi, không thể lên núi đâu. Ngô Bình nói, giết quái vật cấp 7, giành lấy sức mạnh của nó. Tiểu Vũ cả kinh, anh điên rồi sao? Ngô Bình đáp, cô nhìn xuống chân núi đi, mấy nghìn con quái vật. Chúng ta có mạnh đến mấy cũng không xông ra ngoài được. Dù sao cũng phải chết, chỉ bằng liều một phen. Anh vừa đi lên núi vừa quan sát dược liệu xung quanh, chẳng mấy chốc đã phát hiện vài cây. Khi đến sườn núi, anh đi vòng quanh núi. Cùng lúc ấy, những người ở dưới núi cũng bị ép chạy lên núi. Sau khi đi một vòng, Ngô Bình đã thu thập đủ dược liệu. Bây giờ anh không kịp sắc, đành bỏ thẳng vào miệng nhai. Chẳng bao lâu sau, anh đã cảm thấy vị trí đan điện bắt đầu phồng lên. Anh lập tức khoanh chân ngồi xuống, thừa cơ đột phá. Trong cơ thể của anh đã tập hợp sức mạnh gấp mấy lần bản thân, lúc này tất cả đều dồn về vùng bụng và hòa cùng dược lực. Sau đó cơ thể anh tạo ra một âm thanh rất lớn, núi non khẽ rung chuyển, mệnh môn mở ra, anh chính thức bước vào tầng 9 tôi thể. Mệnh môn vừa mở, tất cả sức mạnh mà anh hấp thụ trước đó đều đổ vào đó. Tiểu Vũ trợn tròn mắt, Ngô Bình, anh lại đột phá rồi ư. Ngô Bình không nói gì, bất thình lình nhảy lên không trung và chém chết con quái vật ưng vừa bổ nhào tới. Ngay lập tức, lại có một luồng sức mạnh rót vào cơ thể anh. Đôi mắt anh sáng rỡ, sau khi mở mệnh môn, năng lượng mà tôi có được từ việc giết quái vật đã đạt đến 80%. Tiểu Vũ vừa kinh ngạc vừa kích động. Trời ơi, mở được mệnh môn, anh là tôi thể tầng 9 ư. Ngô Bình gật đầu, ừ, tôi thể tầng 9. Tôi còn phải giết thêm một số quái vật để nâng cao thực lực. Cô trốn trước đi, lát nữa tôi sẽ đến tìm cô. Tiểu Vũ cũng hiểu, khi đã có mệnh môn, hiệu suất hấp thụ năng lượng của Ngô Bình càng cao, năng lượng mất đi sẽ càng ít, giới hạn trên của năng lượng mà anh có thể hấp thụ còn tăng lên đáng kể. Đã đạt tầng 9 tôi thể, Ngô Bình có thể phát huy đao thuật và bộ pháp mạnh hơn, anh lập tức lao về phía quái vật như một làn khói nhé. Vụt vụt vụt. Bóng người vút qua, đã có 3 con quái vật cấp 4 bị giết. Bây giờ anh chuyên chọn quái vật trên cấp 4, đã là tôi thể tầng 9 rồi, hiệu quả của quái vật cấp thấp đối với anh cũng có hạn thôi. Tình hình dưới kia cực kỳ gay gâu, lượng người chết càng lúc càng nhiều. Sau một lượt chém giết, Ngô Bình đã lấy mạng hơn 40 con quái vật cấp 4, mười mấy con quái vật cấp 5, thậm chí còn giết được 2 con quái vật cấp 6. Thế là sau lần giết quái này, thực lực của anh đã tăng gấp đôi. Anh lập tức lên núi lần nữa để tìm con quái vật cấp 7 kia. Lúc này, khu vực gần đỉnh núi đã bị san bằng, mặt đất bị cháy đen, thậm chí đá cũng rạn nứt vỡ vụn. Có một con vượn núi cực lớn đang nửa nằm trên mặt đất. Nó cao hơn 10 mét. Cánh tay trái bị gãy, ngực phải bị nổ thủng một lỗ máu, hai mắt cũng mù lòa. Xung quanh nó có hàng trăm thi thể nằm la liệt, trong đó bao gồm 3 kẻ mạnh cấp pháp sư. Có điều vết thương của nó đang hồi phục rất nhanh, là quái vật cấp 7, khả năng phục hồi của nó vô cùng khủng khiếp. Chẳng bao lâu sau, Ngô Bình đã đến gần con vượn núi. Thính lực của vượn núi vô cùng nhạy, ngay lập tức, nó hơi nghiêng tay. Vùng cánh tay phải lên rồi đánh về vị trí Ngô Bình. Ngô Bình hơi nghiêng người, sau đóng dốc hết sức vung đao. Thực lực của con quái vật này đã giảm sút đáng kể, chỉ còn 20%, nhất là nó còn mù hai mắt, không thể nhìn thấy kẻ địch. Phụt! Ngay khi chạm đất, tay của con vượn khổng lồ liền bị Ngô Bình chém gãy. Nó đau đớn gầm thét, đoạn nhảy lên cao, giẫm xuống vị trí của Ngô Bình. Ngô Bình đột ngột bắn lên, mũi đao hướng lên trên, nhắm chuẩn xác vào cằm của con vượn khổng lồ. Một kẻ hướng xuống, một người hướng lên, một âm thanh trầm thấp vang lên, đao đã đâm vào cằm của vượn khổng lồ. Con vượn khổng lồ gào thét thảm thiết, dùng cánh tay gãy đập về phía Ngô Bình. Thế là Ngô Bình đu ra phía sau đầu vượn khổng lồ, rút một thanh đoản kiếm khác rồi đâm nó hai nhát. Lực sinh mệnh của vượn khổng lồ quá mạnh. Thế mà vẫn chưa chết. Ngô Bình khẽ cau mày, đáp xuống mặt đất. Lúc này, anh phát hiện có một thanh trọng kiếm màu vàng kim ở bên cạnh một thi thể. Kiếm dài hơn 3 mét, khí tức sắc bén. Đôi mắt sáng rực lên,
anh bèn chộp lấy thanh trọng kiếm rồi chém về phía vượn khổng lồ một lần nữa. Con vượn khổng lồ bị mù, đầu lại trúng đòn mấy lần liền, lúc này đã phát điên, hai chân giẫm đạp lung tung. Ngô Bình tránh tới tránh lui trên mặt đất, tìm cơ hội thích hợp để chém vào bắp chân nó. Phụt! Huyết quang lóe lên, chân phải của vượn khổng lồ bị chém đứt. Cơ thể to lớn của nó ngã xuống đất, vào giây phút nó ngã xuống, Ngô Bình đã vung kiếm chém mạnh. Ngay tức thì, một cái đầu lăn ra. Sau khi chém chết quái vật cấp 7, một luồng sức mạnh khủng khiếp rót vào cơ thể anh, tiến vào mệnh môn. Lúc này, thực lực của anh đã tăng gần 4 lần so với trước khi giết vượn khổng lồ. Sau đó, anh cảm nhận được mệnh môn hấp thụ no đầy sức mạnh. Rồi anh đào được nguyên hạch của con vượn khổng lồ, nguyên hạch màu tím, to bằng nắm tay. Cất nguyên hạch vào, anh lục soát các thi thể, tìm được chút ít của cải, bèn cho hết vào một chiếc túi lớn. Anh vác túi đi tìm Tiểu Vũ, nhờ cô ấy tạm thời trông coi. Còn anh thì xách thanh trọng kiếm màu vàng kim kia lao xuống núi, tiếp tục giết quái vật. Lần này, anh chuyên tìm quái vật cấp 5 và cấp 6 để giết. Nhờ sức mạnh hấp thụ được từ vượn khổng lồ, bây giờ anh có thể dễ dàng giết chết quái vật cấp 6. Quái vật cấp cao chết ngày một nhiều, cộng thêm việc không còn lời hiệu triệu từ quái vật cấp 7 vượn khổng lồ, những con quái vật cấp 4, cấp 5 thi nhau bỏ chạy. Cục diện trận chiến lập tức thay đổi. Những người săn quái bắt đầu phản công. Giết chóc được nửa giờ, quái vật đã chạy mất sạch. Còn Ngô Bình đã lấy được một lượng lớn nguyên hạch của quái vật cấp 4, cấp 5, thậm chí là cấp 6. Hiện tại mọi người đều tìm Ngô Bình, nhưng anh đã biến mất. Lúc này, Ngô Bình đã đến tìm Tiểu Vũ. Sau khi anh hái thêm dược liệu, hai người rời đi từ phía bên kia ngọn núi. Những người còn lại lên đỉnh núi. Sau khi nhìn thấy thi thể của quái vật cấp 7, ai nấy đều sững sờ. Là Ngô Bình giết ư? Ngô Bình tìm con hươu trắng. Hai người cùng cưỡi nó, tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Vũ cười hỏi, anh Ngô đã lấy được nhiều nguyên hạch như vậy, hay là chúng ta đến thành phố gần đây để đổi chút đồ đi? Ngô Bình hỏi, gần đây có thành phố à? Tiểu Vũ gật đầu. Vừa chỉ về một phía vừa nói, đi về hướng đó thêm hơn 1.000 dặm sẽ đến thành Võ Lăng. Thành Võ Lăng là thành phố hạng trung, có vài triệu người sống ở đó. Ngô Bình gật đầu, ừ, chúng ta đến đó xem thử. Tiểu Vũ ngồi trước, cơ thể nép vào lòng Ngô Bình. Ở thế đạo này, giữa nam và nữ chẳng quanh co nhiều, thích nhau thì ở bên nhau thôi. Ngô Bình mới hỏi, Tiểu Vũ, kẻ mạnh nhất ở thành Võ Lăng có cảnh giới gì? Tiểu Vũ đáp, chắc là Pháp Sư. Trên Pháp Sư là truyền thuyết, nghe nói đã từng xuất hiện cách đây rất lâu, nhưng đã chết rồi. Ngô Bình hỏi, sao lại chết? Tiểu Vũ nói, không rõ nữa. Chuyện này cách xa chúng ta quá. Anh Ngô này, anh đã là tôi thể tầng 9, sau này chắc chắn có thể trở thành Pháp Sư, sau đó vươn lên cảnh giới cao hơn. Ngô Bình hỏi tiếp, ở thành Võ Lăng có sổ tay tu luyện của cảnh giới nguyên thần không? Có chứ, những sổ tay tu luyện này ở đâu cũng có, bỏ ra ít tiền là mua được thôi. Con hươu trắng di chuyển rất nhanh, mỗi ngày đi nghìn dặm, đến khi trời tối đã đi được một nửa chặng đường. Ngang qua một thành phố đổ nát, Ngô Bình quyết định nghỉ chân qua đêm ở đây, tiện thể đột phá tiếp. Thành phố này có quy mô rất lớn, kéo dài cả trăm dặm, hẳn đã từng rất sầm uất. Nhưng bây giờ nó lại trở nên đổ nát hoang tàn, ngay cả bóng ma còn chẳng thấy. Ngô Bình tìm thấy một ngôi nhà dân rộng rãi, rồi quét dọn phòng khách. Đã lâu rồi không có ai sống ở đây, khắp nơi đều là lá khô, mạng nhện, phân động vật, u ám vô cùng. Có mấy gian phòng còn có xương khô, không biết đã chết bao lâu rồi. Tiểu Vũ dọn mạng nhện và rác, tìm được một tấm chăn ở phía sau, bèn trải lên mặt đất. Họ sẽ ngủ ở đây một đêm, ngày mai lại lên đường. Ngô Bình tìm được một chiếc nồi đất. Anh ngồi kế bên nhóm lửa, chuẩn bị sắc thuốc. Trước đó anh đã mở mệnh môn, tiếp theo sẽ mở phong môn. Anh đã gom đủ dược liệu, bây giờ lần lượt cho vào nồi, sau đó một hơi uống cạn thuốc. Nhờ dược lực, một luồng sức mạnh cuồn cuộn từ trong mệnh môn đã rót vào kinh phế của anh, sau đó đổ về vị trí phong môn. Cần sức mạnh rất lớn để mở phong môn, trước đó Ngô Bình đã giết rất nhiều quái vật,
bây giờ những sức mạnh này đều tụ hội về, giúp anh mở ra phong môn. Ầm. Cơ thể phát ra sức mạnh cực lớn, phong môn đã mở. Chỉ trong chớp mắt, Ngô Bình cảm giác được một mối liên hệ nhất định đã được thiết lập giữa anh và linh khí trời đất. Phong môn trong cơ thể anh là một cơn lốc nhỏ, quay rất ổn định. Lúc này, anh cảm thấy tức ngực nên bèn thở ra. Anh vừa thở, vô số cơn lốc nhỏ đã được thổi ra, lao ra khỏi căn nhà rồi bay lên trời. Một cảnh tượng khiến anh kinh ngạc đã xảy ra. Sau khi bay lên trời cao, những cơn lốc nhỏ này đã bắt đầu khuếch đại. Bên trong nó có một loại cơ chế rất linh hoạt, có thể hấp thụ linh khí từ đất trời. Nửa phút sau, anh lại hít vào một hơi, cơn lốc trong không khí như được triệu hồi, lập tức mang theo linh lực bay ngược trở lại, tiến vào phổi của anh. Linh lực trong đó được giải phóng, tiến vào cơ thể Ngô Bình. Hóa ra đây là điều bí ẩn của phong môn, Ngô Bình bật cười. Những linh lực này lưu chuyển một vòng trong cơ thể rồi tiến vào mệnh môn của anh. Sau đó thấm ra, nuôi dưỡng toàn thân. Thông qua phong môn, Ngô Bình hấp thụ linh khí đất trời bằng cách hít thở, cảm thấy kỳ diệu vô cùng. Sau nửa đêm, Tiểu Vũ đã ngủ say, Ngô Bình đột nhiên mở choàng mắt. Không biết từ khi nào, ở cửa đã xuất hiện một bầy quái vật, chừng 20 mấy con. Bọn chúng đều bị linh lực của Ngô Bình hấp dẫn đến đây, con nào cũng đứng nhìn anh từ xa, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Ngô Bình cười khẩy, vẫy tay phải một cái, linh lực liền ngưng tụ thành một bàn tay lớn, bay về phía quái vật ở ngoài cửa. Đám quái vật sợ hãi liền quay đầu bỏ chạy, nhưng bàn tay lớn kia có tốc độ cực nhanh, vừa tóm được con quái vật lợn rừng liền khiến nó nổ tung tại chỗ. Sau đó bàn tay linh lực liên tục ra tay, chỉ trong chốc lát đã bóp chết 10 mấy con. Những con quái vật còn lại chạy bán sống bán chết, không dám quay lại nữa. Tiểu Vũ giật mình tỉnh giấc, nhìn bàn tay linh lực đang phát sáng giữa không trung, kinh ngạc kêu lên, linh lực. Anh đã mở phong môn rồi sao? Ngô Bình đáp, Tiểu Vũ, anh không ngờ phong môn lại có tác dụng kỳ diệu như vậy, có thể hấp thụ linh lực của đất trời. Tiểu Vũ cười nói, em từng đọc được cái này trong sách, trong lịch sử chưa từng có ai làm được. Có linh lực rồi, sau này anh có thể dễ dàng trở thành pháp sư. Ngô Bình hỏi, pháp sư sở hữu linh lực sao? Tiểu Vũ lắc đầu, cảnh giới của pháp sư là cảm ứng những quy luật tự nhiên, hiệu quả tạm ổn. Nhưng anh Ngô sở hữu linh lực thì khác hẳn, anh có thể sử dụng linh lực, điều khiển trật tự, muốn làm gì tùy thích. Ngô Bình nói, anh chỉ còn thiếu thiên môn, chắc hẳn khi mở thiên môn sẽ có thu hoạch khác nữa. Tiểu Vũ tiếp lời, em từng đọc một quyển sách cổ có nhắc đến thiên môn. Thiên môn dùng để khai thông thiên ý, chỉ có cảnh giới thông thiên, trên pháp sư mới miễn cưỡng làm được. Tu sĩ của cảnh giới thông thiên được gọi là thiên sư, có thể mượn thiên ý hành sự. Ngô Bình bảo, xem ra, bình thường tu sĩ đều phải tu luyện tôi thể tầng 9 viên mãn rồi mới có thể tiếp tục tu luyện. Tiểu Vũ đáp, đúng vậy, nhưng không phải ai cũng làm được, dù sao thì tôi thể tầng 9 cũng rất khó. Vậy nên dần dần đã có người dùng thủ đoạn. Từ tôi thể tầng 3, tầng 5, tiến thẳng đến cảnh giới nguyên thần. Chính ra, anh mới là tu sĩ chính thống hoàn chỉnh. Hai người đang trò chuyện thì ngoài cửa đột nhiên vẳng đến tiếng khóc đầy thê lương và oán hận. Tiếng khóc lúc xa lúc gần, có khi vang ngay bên tai, có khi lại gần như không nghe thấy. Tiểu Vũ lập tức biến sắc, thì thào nói, anh Ngô à, có thể có ma quái. Ma quái, Ngô Bình hỏi, cũng là quái vật sao? Tiểu Vũ giải thích, sau khi con người chết đi, có thể biến thành ma. Nếu ma dị hóa thì sẽ thành ma quái. Ma quái khó đối phó nhất, vô hình vô chất. Nói đến đây, đôi mắt cô ấy bỗng sáng rỡ, anh đã khai phá linh lực, thế thì không cần sợ nữa. Ma quái cũng sợ linh lực. Ngô Bình hơi cau mày, nói vọng ra ngoài, cút ra xa, đừng làm ồn đến tôi. Nói xong, một bóng phụ nữ liền xuất hiện trong sân. Quay lưng với Ngô Bình, tiếng khóc kia càng lớn. Ngô Bình cười khẩy, vẫy tay một cái, một bàn tay liền bay ra. Nó to bằng tấm ván cửa, đè bóng ma kia xuống đất. Ầm ầm ầm. Anh đập ma nữ xuống đất mấy cái liền, ma nữ choáng váng nói, xin tha mạng. Tôi biết lỗi rồi. Ngô Bình thu tay về, tóm ma nữ lại gần, nhận thấy cơ thể đối phương bán trong suốt, vẻ ngoài thanh tú, nhưng gương mặt trắng bệch.
còn thè lưỡi ra. Anh cau mày, vươn tay kéo mạnh lưỡi ma nữ rồi thả ra. Tách! Lưỡi có tính đàn hồi nên đập mạnh vào mặt ma nữ, khiến ma nữ đau đớn hét lên. Đừng thè lưỡi nữa, anh quát mắng. Vâng, ma nữ vội vàng cúi đầu, vẻ mặt rất sợ hãi. Ngô Bình hỏi, cô ở đây khóc la cái gì? Ma nữ nói, thật ra vì có ít người đến đây quá, thấy có người xuất hiện, tôi rất vui nên muốn thu hút sự chú ý của anh thôi. Ngô Bình hỏi, cô là ma ở đây à? Ma nữ gật đầu, 150 năm trước, ở đây không còn được yêu vật bảo vệ. Quái vật xông vào, khiến cả thành phố chết hết. Ngô Bình híp mắt, cô nói gì cơ, không còn được yêu vật bảo vệ. Có một con yêu vật bảo vệ thành phố của các cô à? Ma nữ đáp, đúng thế. Đứng sau tất cả khu vực an toàn đều có một quái vật lợi hại. Những khu vực an toàn này cũng giống như chuồng cừu, chuồng lợn vậy, khi quái vật cần ăn thì sẽ ăn khu vực ấy, sau đó ngụy trang thành cảnh xâm lược của một lượng lớn quái vật. Ngô Bình nhìn sang Tiểu Vũ, em có từng thấy khu vực an toàn nào đột nhiên biến mất chứ? Sắc mặt của Tiểu Vũ rất tệ. Cô ấy khẽ gật đầu, mấy năm gần đây, em biết mười mấy khu vực. Những khu vực an toàn này đều biến mất trong một đêm. Ngô Bình lại hỏi ma nữ, quái vật bảo vệ các cô trông như thế nào? Là quái vật cấp mấy? Tiểu Vũ nói, chuồng nuôi chúng tôi, là quái vật cấp 9, trông như một con rắn, nhưng lại có một gương mặt người rất đẹp. Chúng tôi gọi nó là quái vật rắn mặt người. Ngô Bình cau mày. Thực lực bây giờ của anh chỉ ngang ngửa quái vật cấp 6, 7. Anh chắc chắn không đấu lại quái vật cấp 9. Thế con quái vật đó sống ở đâu, anh hỏi. Ma nữ đáp, một nơi rất xa, nếu anh cần, tôi có thể đưa anh đến đó. Ngô Bình đáp, tạm thời không cần. Anh hỏi ma nữ thêm vài câu nữa, cô tên gì? Tôi là Thiện Đoá. Thiện Đoá, tôi sẽ không truy cứu chuyện hôm nay, cô đi đi. Thiện Đoá vẫn đứng im, đoạn cất lời, anh có thể đưa tôi rời khỏi đây không? Ngô Bình thấy hơi lạ, tại sao phải rời khỏi đây? Thiện Đoá khẽ thở dài, ở đây buồn chán quá, tôi đã không nói chuyện với con người 100 năm rồi. Ngô Bình liếc Tiểu Vũ một cái, Tiểu Vũ cũng cảm thấy cô ta hơi đáng thương bèn nói, anh Ngô, hay là dẫn cô ta theo đi. Dù sao, quỷ cũng không chiếm diện tích, dùng cái chai là chứa được rồi. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát rồi nói, được rồi, Thiện Đoá, sau này cô ngoan ngoan chút, không thì tôi sẽ giết cô. Thiện Đoá cảm ơn công tử. Một đêm không nói chuyện, hôm sau hai người một quỷ tiếp tục lên đường, cuối cùng đến giữa trưa thì đến thành Võ Lăng. Đến bên ngoài thành Võ Lăng thì Ngô Bình phát hiện có mười mấy đoàn lái buôn đang chạy đến từ xa, mục tiêu là thành Võ Lăng. Sau khi đến cổng thành, Ngô Bình giao 10 đồng tiền vàng đã được cho vô. Trong thành đường phố rộng mở cùng với đủ loại cửa hàng ở hai bên. Ngô Bình cưỡi hươu trắng đã thu hút rất nhiều sự chú ý, dù sao cũng chẳng có mấy ai có thể khiến quái vật làm vật cưỡi. Giờ đây, hươu trắng cực kỳ ngoan ngoãn, nó chậm rãi dạo bước. Đi được một đoạn thì Tiểu Vũ chỉ vào một cửa hàng thu mua nguyên hạch nói, anh Ngô, có thể bán nguyên hạch rồi. Ngô Bình hỏi, Tiểu Vũ, tiền của thành Võ Lăng là gì? Tiểu Vũ, là tiền linh. Ở trên chợ, một tiền linh có thể đổi được 10.000 tiền vàng. Cô ấy nói xong bèn lấy một đồng tiền hình tròn có khắc hoa văn huyền diệu từ trong ngực ra, bên trong thế mà lại có linh lực xoay vần. Ngô Bình nhảy xuống hươu trắng đi vào cửa hàng kia. Ông chủ hỏi vài câu, biết anh muốn bán nguyên hạch bèn lập tức mời Ngô Bình vào trong sảnh ngồi. Ngô Bình lấy nguyên hạch cấp thấp ra trước, có hơn 100 và tất cả đều là màu xám. Mấy thứ này không đáng giá, chỉ bán được 120 tiền linh. Anh lại lấy ra bạch hạch, khoảng 200 miếng, bán được hơn 1.300 tiền linh. Cuối cùng, Ngô Bình mới lấy ra một phần lam hạch, có khoảng 100 miếng, bán được 5.600 tiền linh. Trong tay anh còn có đôi chút tử hạch, nhưng Ngô Bình không có lấy ra. Cuối cùng, toàn bộ nguyên hạch đã bán được tổng cộng 6.000 mấy tiền linh. Số tiền 6.000 tiền linh cũng khá lớn, dù sao một tiền linh đã tương đương với 10.000 tiền vàng. Sau đó, Ngô Bình lại đi đến hiệu cầm đồ. Khi vây bắt quái vật cấp 7 đã chết rất nhiều cao thủ,
những của cải trên xác của họ đều bị anh chôm hết. Mà chúng lại không tiện mang theo bên người nên anh định bán hết đi. Ông chủ tiệm cầm đồ là một người đàn ông trung niên đầu trọc, thấy Ngô Bình đổ ra nhiều thứ như vậy, ánh mắt lập tức đăm đăm. Ông ta không khỏi liếc anh một cái rồi cười hỏi, khách quan chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Ngô Bình, ông là ông chủ, ông cho cái giá đi. Ông chủ đứng lên đi mấy bước rồi nói, tất cả những thứ này cộng lại được 3.000 tiền linh. Đây là giá cao nhất rồi. Ngô Bình biết giá trị của mấy thứ này, ít nhất cũng phải 5.000, 3.000 quá ít nên anh bèn lắc đầu, 3.000 quá ít. Đầu chọc cau mày, cả cái thành võ lăng này chỉ có tôi là có thể nuốt trọn hết chúng. Ngô Bình cột miệng túi lại, nói, bỏ đi, tôi đến thành phố khác vậy. Đầu chọc cười hỏi, nhiều đồ vậy, chắc hẳn đã chết rất nhiều người nhỉ. Ngô Bình nhướng mày, chết hay chưa cũng không liên quan đến ông. Đầu chọc khẽ thở dài, nếu đến, tốt nhất là để lại đi. Tôi lại trả cho cậu thêm 100 tiền linh. Ngô Bình, xin lỗi, ít nhất cũng phải 4.500. Đầu chọc nhìn anh, thật sự không bán. Ngô Bình, không bán. Đầu chọc bỗng nhiên vỗ tay, thoáng chốc đã có 4 người đàn ông cao to đi ra từ sau cửa hàng rồi nhanh chóng bao vây lấy Ngô Bình và Tiểu Vũ. Ngô Bình cau mày, ông chủ, ông làm gì vậy? Đầu chọc cười lạnh, tiệm cầm đồ này của chúng tôi chính là do thành chủ mở, đồ của cậu phải bán ở đây. Không thì, e rằng cậu chẳng đi ra khỏi cửa hàng này được đâu. Ngô Bình thở dài, nói vậy, ông định dùng sức mạnh à? Đầu chọc, nếu cậu cứ cứng đầu thì tôi chỉ có thể xin lỗi. Lúc này, trong đầu Ngô Bình chợt vang lên giọng nói của nữ quỷ thiện đoá, công tử, tiệm cầm đồ này giàu ghê, còn có một phần đặt dưới lòng đất nữa. Trong lòng Ngô Bình chợt nảy ra một ý, quay đầu hỏi Tiểu Vũ, người mạnh nhất trong thành võ lăng này có thắng nổi anh không? Tiểu Vũ cười, nơi này hẳn là có vài tên pháp sư, nhưng họ cộng lại cũng không thắng nổi con quái vật cấp 7 lúc trước. Ý của câu này đã rất rõ ràng, đám pháp sư kia cộng lại cũng chẳng phải đối thủ của Ngô Bình. Vì vậy, Ngô Bình bèn ném túi vải xuống đất nói, 3.000 thì 3.000. Đầu chọc cười, anh bạn đúng là người thông minh. Vậy để tôi lấy tiền cho cậu. Ngô Bình cầm 3.000 tiền linh rồi rời khỏi tiệm cầm đồ với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hỏi, anh Ngô, có phải anh có kế hoạch gì đó rồi đúng không? Ngô Bình nhỏ giọng nói, anh trở về đột phá thiên môn trước, sau đó lại đến cướp cái tiệm cầm đồ đó. Anh thấy đằng sau bọn họ có hơn 10 thùng tiền linh. Tiểu Vũ cong môi cười, ông chủ kia đúng là mắt kém ghê, chẳng nhận ra sự lợi hại của anh Ngô gì hết. Sau khi đổi tiền linh xong, Ngô Bình lại đến một tiệm thuốc bắc, bên trong có đủ loại dược liệu, chắc phải mấy chục ngàn loại. Anh cũng tìm được 27 dược liệu mình cần và hết tổng cộng hơn 300 tiền linh. Kế tiếp, bọn họ đến một khách sạn ở trọ rồi ăn một bữa ở nhà hàng gần đó. Ăn uống no nê xong, Ngô Bình lập tức trở về khách sạn tu luyện, lợi dụng linh lực luyện đan. Anh không có lò luyện đan nên chỉ có thể dùng tay không luyện đan. Tuy hiệu quả không được tốt bằng lò luyện đan, nhưng lại mạnh hơn là nấu dược. Chẳng mấy chốc, anh đã luyện ra 3 viên đan dược rồi một ngụm nuốt xuống, tiếp tục đột phá thiên môn. Thiên môn cần dùng phong môn và mệnh môn làm nền móng và dùng phương pháp đặc biệt để mở ra. Điều này với Ngô Bình biết luyện đan cũng không quá khó khăn. Lúc anh đang tu luyện, Tiểu Vũ bèn ra ngoài mua mấy cuốn sổ tay tu luyện lần lượt là sổ tay tu luyện cảnh giới nguyên thần và pháp sư. Chúng đều là loại chọn bộ bìa cứng nên có giá rất cao, toàn hơn 100 tiền linh. Tiểu Vũ vừa vào khách sạn đã cảm thấy choáng váng, đầu óc thoáng chốc trống rỗng. Đợi đến khi cô ấy hoàn hồn lại bèn vội vàng xông vào trong nhà. Lúc này, Ngô Bình vừa mở ra thiên môn, nó vừa được mở. Ý thức của anh đã nối liền với thiên ý của Xâm La giới. Tuy kết nối ấy rất mơ hồ, nhưng lại vô cùng có ích với anh. Thông qua sự kết nối thiên ý, Ngô Bình có thể biết được sự biến đổi của quy tắc trong đất trời một cách chính xác rồi kịp thời điều chỉnh. Thiên môn vừa mở còn có một luồng sức mạnh thiên đạo chui vào trong đầu, tẩm bổ cho thần hồn của anh. Tu luyện một lát, Ngô Bình bèn mở mắt ra thì thấy Tiểu Vũ đang ở trước mặt mình. Ngô Bình mỉm cười, nói với Tiểu Vũ, lát nữa, em hãy ra khỏi thành trước,
đến ngọn núi phía nam cách thành 50 dặm đợi anh, trước đây hai người từng đi ngang qua ngọn núi đó nên Tiểu Vũ hẳn là nhớ. Tiểu Vũ gật đầu, anh Ngô, phải cẩn thận đó. Ngô Bình rời khỏi nơi trọ, đi đến cửa hàng mua 6 cái túi trước, mỗi một túi đều có thể đựng được mấy trăm nghìn tiền linh. Lúc này, cửa hàng đã đóng, thị vệ tuần tra nghiêm ngặt, toàn bộ cửa sổ đều làm bằng sắt thần, cửa dày chừng nửa mét, dưới đất đều là sắt nóng chảy, lúc này dù là một chuột cũng không thể vào được cửa hàng. Ngô Bình sử dụng linh lực, nhẹ nhàng bay lên đáp xuống trên nóc cửa hàng. Trên mái nhà, có hai cao thủ cảnh giới nguyên thần chấn giữ, từ trên cao nhìn xuống, vì vậy khi Ngô Bình vừa xuất hiện thì bọn họ đã chú ý, lập tức bay qua. Vù! Ngô Bình biến thành cái bóng mờ, nghe thấy hai tiếng bịch bịch, hai pháp sư đã chưa nhìn thấy bóng người đã bị đánh ngã dưới đất, ngất xỉu. Ầm! Anh vốn dĩ không định lặng lẽ đi qua, mà một cước đạp vỡ mái nhà, đi thẳng xuống dưới. Anh đến tầng 1, linh lực lan ra thông qua hai chân, rất nhanh đã tìm được chỗ lắp cơ quan. Anh đi qua, đánh một quyền xuống đất, trực tiếp đánh vỡ cơ quan, để lộ một cái động đi xuống. Anh bay xuống dưới lòng đất, quả nhiên giống như Thiện Đoá đã nói, nơi này có 5 cái dương tiền linh lớn, cộng thêm một cái dương nhỏ. Anh mở dương nhỏ, bên trong là một loại tiền tệ màu xanh vàng, ẩn chứa khí tức thiên đạo, ước chừng có hơn 10.000 miếng. Ngô Bình cũng không quan tâm, đem 5 dương tiền linh lớn bỏ vào 4 cái túi trước, sau đó tay trái ôm theo dương nhỏ, tay phải cầm 4 cái túi lớn, bay ra khỏi tầng hầm. Lúc này, bên ngoài sớm đã loạn cả lên, một nhóm cao thủ lao ra, bay đến mái nhà, dưới đất cũng xuất hiện rất nhiều cao thủ, đang chuẩn bị chặn anh ở ngay lối vào. Thế nhưng, ngay khi Ngô Bình lao ra, một luồng linh lực sôi sục, mười mấy người xung quanh tựa như bị nổ tung bay ra, có mấy người lập tức rơi vào hôn mê. Ngô Bình như một con chim ưng, giang cánh bay thẳng lên trời. Cách dùng linh lực có rất nhiều, khi linh lực sôi sục dưới chân, thì anh đã có thể bay trên không rồi. Dầm. Mọi người trên mái nhà đều cảm thấy có một cơn gió lướt ngang mặt, sau đó một bóng người bay đến. Trong số bọn họ, chỉ có pháp sư mới có thể bay được, lúc này chỉ đành dương mắt nhìn theo, vượt ngoài tầm tay. Ngay lúc này, dưới đất truyền đến tiếng gào thét, dám cướp tài sản của thành chủ, người to gan lắm, xuống đây cho ta. Vị pháp sư này mặc bộ đồ trắng, bay lên không, thế nhưng chuyện khiến hắn ta thất vọng là hắn ta càng bay thì Ngô Bình lại càng xa, hắn ta bay không nhanh bằng đối phương. Ngô Bình càng bay càng cao, càng bay càng xa, rất nhanh sau đó, pháp sư đuổi theo anh cũng biến thành một chấm đen nhỏ. Trời cao rất mát, anh khẽ ngâm hát mấy câu, đáp xuống thành Nam. Bên ngoài thành Nam, hươu trắng đang đợi anh treo 4 túi lớn lên lưng hươu trắng. Sau đó ôm theo dương nhỏ chạy đi. Khi người của cửa hàng đều điên tiết, một lúc lâu cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể cử người đi báo với thành chủ. Nhưng khi thành chủ biết tin thì Ngô Bình đã không biết tung tích nơi nào rồi. Trên một ngọn núi ở thành Nam, Tiểu Vũ lo lắng đợi tin, cô ấy không chắc Ngô Bình có thể thành công hay không, cũng không biết anh có gặp nguy hiểm gì không, trong lòng lo lắng không yên. Ngay lúc này, cô ấy nhìn thấy một con hươu trắng cao lớn gấp rút chạy đến, Ngô Bình ngồi trên đó, còn có 4 cái túi lớn và một cái dương nhỏ. Tiểu Vũ vui mừng, cười nói, anh Ngô, em biết anh không sao mà. Ngô Bình cười nói, lên đi, Võ Lăng Thành không thể ở được nữa, chúng ta phải đổi nơi khác mới được. Tiểu Vũ ngẫm nghĩ nói, từ chỗ này đi tiếp về phía nam mấy nghìn dặm, có một thành lớn hơn, tên thành Vân Đô. Thành Vân Đô có mấy nghìn vạn nhân khẩu, cao thủ cũng nhiều, buôn bán cũng phát triển hơn. Nhưng, em cũng chưa từng đến Thành Vân Đô, chỉ là nghe người ta nhắc đến mấy lần. Ngô Bình, tại sao em không đến đó? Bởi vì đường xa sao? Tiểu Vũ, Vân Đô phân chia giai cấp rõ ràng, nếu không thực lực không tiền, rất khó ổn định ở bên đó. Ngô Bình vỗ vào 4 cái túi lớn, chúng ta có gần 4 triệu tiền linh, đủ tiêu xài cả đời. Tiểu Vũ nhìn dương nhỏ hỏi, anh Ngô, trong này cũng là tiền linh sao? Ngô Bình mở ra cho cô nhìn, khi Tiểu Vũ nhìn thấy tiền tệ xanh vàng bên trong, cô ấy kinh ngạc nói, đây là tiền Lam Thiên. Ngô Bình thấy cô ấy kích động thì cười hỏi, tiền Lam Thiên này rất đáng giá sao?
Tiểu Vũ gật đầu thật mạnh, đương nhiên, một tiền lam thiên, có thể đổi được 1.000 tiền linh. Một dương nhỏ này, ít nhất cũng 100.000 tiền lam thiên, tương đương 100 triệu tiền linh. Ngô Bình khẽ cười, không tệ, kiếm được một khoản. Hai người cười cười nói, tiếp tục đi về phía nam. Hươu trắng đi rất nhanh, đến khi trời sáng, đã đi được hơn 1.000 dặm. Hươu trắng cũng khá mệt, Ngô Bình bèn tìm một chỗ trên sườn núi khuất gió nghỉ ngơi, gần đó có nước nguồn, cũng cho hươu trắng uống ít nước. Tiểu Vũ trải thảm xuống, lấy một ít đồ ăn mua ở Vũ Lăng Thành ra dùng. Ngô Bình đút hươu trắng ăn một ít lương khô, rồi lại cho nó ăn ít cỏ, anh hỏi Tiểu Vũ, thế giới này tồn tại lâu rồi sao? Nghe thấy anh hỏi, Tiểu Vũ chợt ngây người, nói có lẽ là rất lâu rồi nhỉ? Dù sao nói đến tổ tiên em thì có thể mấy chục cái thời đại rồi. Ngô Bình, sao em lại trở thành người săn quái vật? Tiểu Vũ, lúc nhỏ cha dạy em tu luyện, đến khi em đạt đến tôi thể, thì bắt đầu thử ra ngoài. Giết chết quái vật đầu tiên, em cảm nhận được có sức mạnh tiến vào thân thể, em trở nên mạnh hơn. Kể từ đó, em không dừng lại được, dần dần trở thành người trong top 10 người săn quái. Ngô Bình, quả thực một khi đã nếm thử vị ngọt, thì sẽ không dễ gì quay lại được. Tiểu Vũ nói, trước mặt có một tòa thành nhỏ, nhà em ở trong đó. Anh Ngô, anh đến nhà em ở 2 ngày đi, em sẽ chiêu đãi anh thật chu đáo. Ngô Bình cười nói, được thôi, đúng lúc anh ở bên đó đột phá đến cảnh giới nguyên thần. Anh đã đến tôi thể cấp 9, tiếp tục nữa sẽ là cảnh giới nguyên thần. Chưa ăn được mấy miếng cơm thì có một đám quái vật xông đến, hình dạng trông giống bạch tuộc, nhưng có thể chạy nhảy trên mặt đất, thực lực rất mạnh, thuộc quái vật cấp 4. Tên lợi hại trong đó đã đạt đến quái vật cấp 5 và cấp 6. Mới đầu, những quái vật này đều nhìn chằm chằm Ngô Bình và Tiểu Vũ, chuẩn bị ăn sạch bọn họ và hươu trắng, trở thành bữa sáng. Thế nhưng, sau khi Ngô Bình ra tay, đám quái vật đã hối hận, quái vật cấp 6 mạnh nhất quay đầu bỏ chạy, nhưng không thể thoát khỏi truy sát của Ngô Bình. Giết chết 10 mấy con quái vật, đám còn lại lập tức chạy tán loạn. Lúc này, Ngô Bình nhìn thấy hươu trắng cũng đã ăn no, nên tiếp tục lên đường, đến qua nhà Tiểu Vũ trước. Nơi Tiểu Vũ ở tên là Thành Tứ Phương. Diện tích Thành Tứ Phương không lớn, mấy chục vạn nhân khẩu, nhỏ hơn Võ Lăng Thành nhiều. Đến lúc hoàng hôn, Thành Tứ Phương đã nằm trong tầm mắt hai người. Thế nhưng, lúc này Thành Tứ Phương nghi ngút khói, một vùng hỗn loạn, cổng thành căn bản không có ai ra vào. Tiểu Vũ thấy vậy, thân thể cứng đờ. Qua mấy giây, cô ấy như phát điên lao về phía Thành Tứ Phương, Ngô Bình cũng vội đi theo. Đến trước thành thì thấy bên ngoài tường thành đều là thi thể, đa số đều không nguyên vẹn, có người chỉ còn lại tay, có người chỉ còn lại một cái đầu, máu me khắp nơi. Tiểu Vũ như người mất hồn, từng bước chậm rãi đi vào. Trong thành, khắp nơi đều là máu và xương cốt, có nhà còn đang bốc cháy. Rõ ràng, nơi này đã không còn là khu an toàn nữa. Tất cả mọi người đều đã bị quái vật giết chết. Hu hu. Tiểu Vũ quỳ sụp xuống đất, nén giọng khóc, vô cùng bi thương. Ngô Bình yên tĩnh đứng bên cạnh, anh biết người nhà Tiểu Vũ chắc chắn cũng đã gặp nạn. Tình huống như vậy, không ai sống được cả, dù sao người săn quái cũng chỉ có một vài người. Tiểu Vũ ngừng khóc, đứng dậy đi đến bên cạnh Ngô Bình, ánh mắt đầy căm hận, cô ấy thấp giọng nói, anh Ngô, chắc bọn chúng là hung thủ. Ngô Bình khẽ động trong lòng, quái vật cấp 9. Tiểu Vũ, tòa thành này rất nhỏ, bọn chúng cao nhất chỉ là quái vật cấp 8. Quái vật cấp 8 sao? Ngô Bình nheo mắt, tôi thể cấp 9, cộng thêm hấp thụ nhiều sức mạnh quái vật như vậy, anh có tự tin đấu với quái vật cấp 7 một trận. Nhưng đối phương là 2 tên quái vật cấp 8, thực lực cao hơn 1 cấp độ, trận chiến này e rằng rất nguy hiểm. Tiểu Vũ, anh Ngô, anh dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy đi, em ở lại giữ chân bọn họ. Sau này, anh Ngô nhất định phải thay Tiểu Vũ em báo thù. Cô ấy hiểu rõ, hai người ở lại đây liều mạng thì ai cũng không thoát được, nhưng nếu cô ấy có thể kiềm chân chúng được một lúc, Ngô Bình sẽ có khả năng thoát khỏi nơi này. Ngô Bình rất cảm động, trong thời khắc sinh tử Tiểu Vũ vẫn bảo vệ anh, thật sự rất hiếm có. Anh khẽ cười, xoa nhẹ đầu cô ấy, nói Tiểu Vũ,
nếu bọn chúng là hung thủ, anh Ngô sẽ thay em báo thù. Anh tiến lên trước hai bước, nói, thì ra quái vật cũng có thể nói tiếng người. Tên quái vật sói lông đen cười lạnh, các ngươi chẳng qua chỉ là đồ ăn của chúng ta mà thôi, chúng ta nắm vững ngôn ngữ của các ngươi thì có gì kỳ lạ chứ? Ngô Bình lại tiến trước mấy bước, nói, người trong thành này, đều là do mày giết. Tên quái vật sói lông đen khinh thường nói, đúng vậy. Nơi này, chỉ là đồ ăn chúng ta nuôi nhốt, lúc cần thì sẽ ăn sạch bọn chúng. Ngô Bình tức giận nói, bọn mày xem loài người là lương thực. Đây chẳng phải là lẽ thường sao? Các ngươi nhỏ bé như vậy, ngoài trừ mấy tên mà các ngươi gọi là người săn quái ra, thì đám còn lại chẳng chịu nổi một đòn. Ngô Bình ném đao trong tay về phía bọn chúng, linh lực trong cơ thể dần dần chuyển động, anh thi triển một chiêu kỳ nguyên tất sát thuật, thoáng chốc đã tăng cao sức mạnh thân mình lên gấp 10. Nhìn thấy Ngô Bình ném đao đi, tên quái vật sói lông đen xem thường nói, thế nào, không định phản kháng sao? Nhưng dù các ngươi có phản kháng hay không, ta đều sẽ ăn sạch các ngươi. Thịt ngươi đầy tinh khí, nhất định sẽ rất ngon. Vậy mày cắn một miếng thử xem. Rầm. Ngô Bình chuyển động, lao về phía quái vật sói lông đen như tia chớp, khi thân thể anh vừa va chạm với tên quái vật sói lông đen, tên quái vật sói vung mạnh tay, trực tiếp đánh bay Ngô Bình. Thân thể Ngô Bình bay đi mấy trăm mét như viên đạn, còn va vào Tiểu Vũ. Sau đó va chạm vào một tòa nhà tạo thành cái động lớn. Tên quái vật sói lông đen cười ha ha, tên loài người đáng thương, ngươi còn dám ra vẻ với ai, ai cho ngươi cái gan đó vậy? Trong căn phòng bụi mù trời, Ngô Bình và Tiểu Vũ một lúc lâu sau vẫn chưa ra. Tên quái vật sói lông đen khẽ nhíu mày, nó đi vào trong phòng, lại không phát hiện ra tung tích của Ngô Bình, nó lập tức giống giận, gào thét, ngươi dám chạy sao? Tên quái vật sói lông trắng bật cười, tên loài người này rất thông minh, nhưng hắn chạy không xa được đâu. Ở trước mặt cao thủ cấp 8, không ai có thể chạy trốn. Lúc này, Ngô Bình dùng hết sức sử dụng linh lực, ôm Tiểu Vũ bay đi. Bên tai Tiểu Vũ chỉ toàn tiếng gió, mắt cũng không mở lên nổi. Qua mười mấy phút đồng hồ, Ngô Bình dừng lại, hai người đi đến một ngọn núi nhỏ ở ngoại thành. Thả Tiểu Vũ xuống. Ngô Bình cười nói, Tiểu Vũ, em ở đây đợi anh nhất định sẽ cầm theo đầu hai tên xúc sinh kia đến gặp em. Tiểu Vũ khóc như mưa, lắc đầu nói, anh Ngô, em không báo thù nữa, anh đừng đi. Ngô Bình cười nói, không giấu gì em, thật ra anh đến từ thế giới bên ngoài. Nếu sức mạnh anh không bị hạn chế, thì một tay anh cũng có thể đè chết bọn chúng vạn lần rồi. Nhưng không sao, bây giờ thực lực anh cũng xem như không yếu. Nhưng anh có bản lĩnh, vẫn có thể giết được bọn chúng. Tiểu Vũ, em phải tin anh, ngoan ngoãn ở đây đợi anh về. Tiểu Vũ ôm chặt Ngô Bình, anh Ngô, anh nhất định phải cẩn thận. Ngô Bình cầm hai thanh đao, quay ngược về thành tứ phương, nhưng đi được một đoạn, anh quan sát hoàn cảnh xung quanh, sau đó sắp xếp một sát trận đơn giản xung quanh, tiếp đó thì ẩn thân thể dung hợp làm một với cảnh vật xung quanh. Chưa đến mấy phút. Có một loại sức mạnh như thần niệm càn quét xung quanh. Thế nhưng đối phương không phát hiện ra Ngô Bình, bởi vì Ngô Bình ẩn thân cực kỳ tốt. Sau đó, tên quái vật sói lông đen kia đã xuất hiện gần đó, vẻ mặt khinh thường, ánh mắt nhìn xung quanh, nói, tên loài người, ta biết ngươi đang ở gần đây, tuy ta không thăm dò được ngươi, nhưng ta ngửi được mùi của ngươi, ngươi trốn không nổi đâu. Ngoan ngoãn đi ra làm thức ăn cho ta sẽ cho ngươi chết an bình. Rất nhanh sau đó, nó đã tiến vào khu vực Ngô Bình sắp đặt, vừa đi vào, quái vật sói lông đen đã cảm thấy kỳ lạ, nó cảm nhận được nơi này ngập tràn sát khí, giống như đất trời đều có địch ý với nó vậy. Vù! Lúc này, mặt đất bỗng lóe lên ánh đao, một thanh đoản kiếm như đã thêm ý chí thiên ý đâm về phía cổ nó. Quái vật sói lông đen là quái vật cấp 8, thực lực hùng mạnh, nhưng trước mặt thiên ý, thì nó vô cùng nhỏ bé. Ngô Bình mở thiên môn, khơi thông thiên ý, có thể mượn sức mạnh đất trời trong chốc lát, làm tê liệt ý thức kẻ địch. Chỉ trong chớp mắt đối với anh mà nói cũng đã đủ rồi. Phù! Kiếm quang lóe lên, đầu quái vật sói lông đen đã ích bị chém xuống. Thế nhưng, quái vật cấp 8 chính là quái vật cấp 8, trước khi chết, một tay nó vồ lấy người Ngô Bình. Doạt!
vừa vồ đến, xương sườn Ngô Bình đã bị gãy năm chiến, da thịt xé toạc, người cũng bị đánh bay mấy chục mét. Đầu sói rơi xuống, sức mạnh đất trời hùng mạnh tiến vào thân thể anh. Đây là sức mạnh của quái vật cấp 8, có nó xuất hiện, khiến thực lực Ngô Bình tăng vọt lên. Hấp thụ xong sức mạnh quái vật cấp 8, vết thương của Ngô Bình khôi phục lại nhanh chóng, không lâu sau, toàn bộ đã lành lại. Tôi thể cấp 9, thể chất của anh rất khác với người thường, chút vết thương này đối với anh mà nói chẳng tính là gì. Lúc này, một tên quái vật sói lông trắng từ trên trời đáp xuống, nó nhìn thi thể sói đen dưới đất, lạnh lùng nhìn Ngô Bình, nói rõ từng câu từng chữ anh, đáng chết. Tên quái vật sói lông trắng lao đến, Ngô Bình cũng động thủ, nghênh đón đối phương. Lần đầu va chạm, Ngô Bình lùi về sau hai bước, tên quái vật sói lông trắng thì vẫn đứng bất động tại chỗ, nó lại gào lên một tiếng, tiếp tục chém giết Ngô Bình. Lần này, Ngô Bình khẽ nghiêng người, ra tay. Tên quái vật sói lông trắng bị đánh một chưởng vào bụng, đau đớn cúi lưng. Ngô Bình lại đánh một chưởng vào đầu nó, tên quái vật sói lông trắng ngất đi. Bên dưới, anh dùng hết toàn lực thi triển võ kỹ, với tình hình thực lực hai bên chênh lệch không quá lớn, tên quái vật sói lông trắng hoàn toàn không phải đối thủ của cao thủ võ đạo như anh. Một kiếm chém vào đầu quái vật sói lông trắng, anh lại hấp thụ một ít năng lượng. Sau đó, anh cầm theo hai cái đầu, đi gặp Tiểu Vũ. Nhìn thấy đầu của quái vật sói, Tiểu Vũ dùng kiếm chém mấy cái, sau đó lấy ra hai nguyên hạch màu vàng từ bên trong giao cho Ngô Bình. Xử lý xong thi thể của quái vật sói, hai người lại nghỉ ngơi ở gần đó. Sau khi trời tối, Ngô Bình bắt đầu tiến đến nguyên thần cảnh. Tu luyện nguyên thần khá khó, nhưng Ngô Bình đã mở thiên môn, ý chí tinh thần đều rất mạnh, không bao lâu anh đã đột phá thành công, một luồng nguyên thần ngưng tụ thành hình trong đầu, sau đó lao ra khỏi thiên môn, tiếp nhận tẩy rửa từ thiên ý. Nguyên thần cảnh có 5 tầng cấp, hiện tại Ngô Bình chỉ là tiến vào nguyên thần tầng 1, nhưng anh lại có thu hoạch rất lớn, lúc này anh đã hiểu đại khái biến hóa thiên đạo của thế giới này. Trông dáng vẻ thì biến hóa của thiên ý xâm la giới và đại tai họa cũng rất giống nhau. Cũng có nghĩa, sau khi xảy ra đại tai họa, trên thế giới sẽ xuất hiện rất nhiều quái vật. Có những quái vật, thậm chí là do loài người biến thành. Sau khi ngưng tụ nguyên thần thành công, trời cũng đã sáng, vì vậy Ngô Bình gọi Tiểu Vũ cùng lên đường, đi đến thành Vân Đô. Trời tối không bao lâu, hai người đã đến trước cổng thành của thành Vân Đô. Cổng thành thành Vân Đô cao mấy trăm mét, dày 30 mét, trên tường thành có nỏ và cung tên khổng lồ, còn có rất nhiều binh sĩ thị vệ. Nhìn thấy những binh sĩ này, Ngô Bình rất bất ngờ, những binh sĩ này đều để phòng ngừa quái vật sao. Tiểu Vũ lắc đầu, là dùng để đề phòng bản thân loài người. Trong hoang dã, có vài người săn thú đã thành lập tổ chức quân sự, bọn họ thường tiến vào trong thành cướp bóc. Ngô Bình nhíu mày, người săn thú vào thành cướp bóc sao? Tiểu Vũ, trong mắt bọn họ, người của khu an toàn chính là rác rưởi, là lương thực của quái vật, cướp tài sản của những thứ rác rưởi này cũng là lẽ đương nhiên. Ngô Bình, còn có tổ chức quân sự nữa. Nói rồi, hai người đi vào thành Vân Đô, vừa vào thành, thì đã bị yêu cầu nộp 100 tiền linh làm phí vào thành. Phí dùng như vậy, người bình thường căn bản không thể chịu nổi. Nên trong thành Vân Đô đều không có người nghèo. Đi vào trong thành, bên trong quả nhiên xa hoa hơn võ lăng nhiều, hoàn toàn là hai thế giới. Ngô Bình, Tiểu Vũ, anh muốn tạo một cái lò luyện đan. Có lò luyện đan thì anh có thể luyện chế được đan dược cảnh giới nguyên thần và cảnh giới pháp sư, nhanh chóng nâng cao thực lực. Tiểu Vũ, ồ, anh Ngô, anh đã hấp thụ sức mạnh hai quái vật cấp 8, chắc chắn phải nhân cơ hội đột phá, trở thành pháp sư. Ngô Bình, nguyên thần 5 tầng này, có người nào tu luyện đến tầng cuối cùng không? Tiểu Vũ nói, đa phần người tôi thể chỉ có 3-4 tầng, nguyên thần thì càng không được. Nhiều nhất là nguyên thần tầng 1, nguyên thần tầng 2 xem như là cao thủ rồi, nguyên thần tầng 3 đã là đỉnh cao rồi. Còn về nguyên thần tầng 4, nghe nói mấy trăm năm mới xuất hiện một lần. Tầng 5 thì trong lịch sử nghe nói chưa có ai đạt được cả. Ngô Bình, cảnh giới nguyên thần dễ tu luyện, nhiều nhất 2-3 ngày là có thể hoàn thành.
cảnh giới pháp sư sau đó mới thú vị. Theo anh thấy, tu sĩ từ pháp sư tầng 4 trở đi, mới thật sự xứng đáng gọi là thượng pháp sư. Vốn dĩ, pháp sư tầng thứ nhất là cảm ngộ tự nhiên, tầng thứ hai thì gián tiếp mượn vật bên ngoài khai thông thiên ý, tầng thứ ba học niệm chú, tầng thứ tư mới là ngưng tụ pháp lực. Chỉ có pháp sư sở hữu pháp lực thì mới được xem là pháp sư chân chính. Tầng cuối cùng là phải kết hợp pháp lực và nguyên thần, ngưng tụ thành pháp thần. Tầng này là khó nhất, vì vậy trong lịch sử gần như chưa ai đạt đến tầng cấp này. Đi một lúc trong thành Vân Đô, Ngô Bình cảm thấy nó giống như một đô thị lớn vậy, xa hoa, sầm uất, đồng thời lại rất lạnh nhạt. Cứ đi một đoạn như vậy, anh lại nhìn thấy mấy thi thể không nguyên vẹn bị kéo ra. Mọi người xung quanh đã quen với chuyện này, đều không nhìn qua. Tiểu Vũ thấp giọng nói, anh Ngô, những thi thể này đều bị quái vật cắn. Có những quái vật cấp cao sống trong thành, được những hộ nhà giàu trong thành xem như khách quý, phải cung cấp thức ăn cho bọn chúng. Ngô Bình tức giận nói, có quái vật sống trong thành. Tiểu Vũ ra hiệu cho anh nhỏ giọng một chút, anh Ngô, thành lớn giống như thành Vân Đô, bình thường đều có quái vật. Nhưng quái vật này, thấp nhất cũng là cấp 7. Ngô Bình, tại sao quái vật phải ăn người, mà không ăn quái vật khác? Tiểu Vũ, tôi nghe nói, quái vật ăn người, cũng giống như người có được sức mạnh khi giết chết quái vật vậy. Ngô Bình suy nghĩ, ăn thịt người càng mạnh thì sức mạnh có được càng mạnh. Tiểu Vũ, hình như là vậy. Cho nên, có những quái vật mạnh chỉ ăn thịt những loài người mạnh mà thôi. Ngô Bình lập tức lắc đầu, mặc kệ những chuyện này, chúng ta cứ tìm nơi ở trước đã. Sau khi tìm được một nhà nghỉ, Ngô Bình bảo Tiểu Vũ nghỉ ngơi trước, anh thì đi mua vật liệu, làm lò luyện đan. Trong thành Vân Đô, thứ gì cũng dễ dàng mua được, rất nhanh anh đã gom được đủ vật liệu. Nhưng những vật liệu này giá cả đều xa xỉ, tốn của anh mấy trăm nghìn tiền linh. Mua xong vật liệu, Ngô Bình bắt tay vào tu luyện cảnh giới nguyên thần. Quá trình cực kỳ thuận lợi, chưa đến 2 ngày thì anh đã đột phá đến nguyên thần tầng 5. Trọng tâm tu luyện cảnh giới nguyên thần rất đơn giản, chính là để nguyên thần của bản thân lớn mạnh, hơn nữa đủ để đối phó với biến hóa thiên đạo kỳ lạ. Chuyện này đối với người khác rất khó khăn, nhưng đối với Ngô Bình có kinh nghiệm tu hành phong phú mà nói, gần như chẳng có độ khó gì. Sau khi đột phá đến cảnh giới nguyên thần, anh liền nhân cơ hội tiến đến tầng thứ nhất của cảnh giới pháp sư, lĩnh ngộ tự nhiên. Mà nguyên thần tầng 5 và thiên môn giúp anh dễ dàng đột phá. Trời chạng vạng tối, anh đem theo vật liệu đi tìm thợ rèn tốt nhất thành Vân Đô, cửa tiệm binh khí Thiên Phong. Cửa tiệm binh khí Thiên Phong này chủ yếu chế tạo binh đao, nhưng cũng nhận một vài đơn khác. Cửa tiệm rất lớn, đều là những thợ rèn có kinh nghiệm dày dặn hơn trăm người, trợ thủ lên đến mấy trăm. Ngô Bình đến phòng khách của cửa tiệm binh khí, lập tức có một trưởng quầy đi đến, cười nói, quý khách, đã muộn vậy rồi, cửa tiệm sắp đóng cửa rồi. Ngô Bình nói, tôi muốn gặp ông chủ các anh. Anh nghe ngóng rồi, ông chủ cửa tiệm binh khí này rất lợi hại, mọi người gọi là thánh thủ thần búa, không có thứ gì ông ta không làm được. Ngay cả một vài quái vật hùng mạnh cũng từng đến tìm ông ta chế tạo dụng cụ đặc thù. Trưởng quầy cười nói, ông chủ chúng tôi không có ở đây, chỉ bằng ngày mai quý khách quay lại. Ngô Bình lập tức cầm túi lớn sau lưng ném xuống đất, bên trong đều là tiền linh, anh thản nhiên nói, ở đây có hơn 1 triệu tiền linh. Làm ra được đồ tôi muốn thì khoản tiền này thuộc về các người. Trưởng quầy nhìn cái túi, mắt bỗng sáng lên, ông ta cười ha ha, vậy quý khách đợi một lát, tôi lập tức đi mời ông chủ. Nhìn thấy tiền, trưởng quầy này đã mau chóng mời đến một người trung niên vóc dáng thấp vé. Tay trái người đàn ông nâng một chén trà, vừa uống trà vừa chậm chậm đi đến. Ông ta nhìn Ngô Bình, gương mặt mập mạp khẽ tươi cười, nói, tại hạ là Kim Tam Kỳ. Quý khách hào phóng như vậy, muốn làm đồ gì? Ngô Bình lấy ra một bản vẽ, đây là thứ anh đã chuẩn bị ở quán trọ, tổng cộng có hơn 100 phần, cấu tạo và hình thái mỗi loại khác nhau, vật liệu cũng không giống. Kim Tam Kỳ liếc nhìn, vẻ mặt bỗng chốc kỳ quái, thứ cậu muốn làm quá phức tạp, cho dù tôi làm ra, cũng chưa chắc cậu có thể lắp ráp được. Ngô Bình lạnh nhạt nói, đó là chuyện của tôi, chỉ cần ông làm ra được những thứ này, những chuyện khác không liên quan đến tiệm ông. Kim Tam Kỳ lại nhấp một ngụm trà, nói, tạo ra thứ này,
tôi phải dùng toàn bộ nhân công, vất vả làm trong 3 ngày. Cửa tiệm này của tôi, thu nhập mỗi ngày chừng 20 vạn tiền linh, cậu bao tiệm 3 ngày, tôi phải lấy của cậu ít nhất 600 nghìn. Nhưng, bao tiệm sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của tôi còn phải thu thêm phí, cậu đưa tôi 100 vạn đi. Ngô Bình nói, tiền linh trong túi có hơn 1 triệu, các ông làm xong thì toàn bộ là của ông. Kim Tam Kỳ khẽ cười, không vấn đề, để lại vật liệu, 3 ngày sau cậu đến lấy đồ. Ngô Bình bỏ vật liệu xuống, cười nói, vất vả rồi, 3 ngày sau tôi lại đến. Quay về quán trọ, Ngô Bình vẫn tu luyện như cũ. Buổi tối, anh đã đột phá đến nguyên thần tầng 3, tầng thứ 2 đối với anh mà nói quá dễ dàng, anh căn bản không cần dựa vào vật dụng như pháp trượng, cũng có thể khơi thông đất trời, bởi vì anh đã mở thiên môn. Tầng thứ 3, là niệm chú, chuyện này đối với anh không khó, dựa vào thiên ý, còn có linh lực, anh vừa học niệm chú đã biết. Hôm sau, anh đi mua vài sách niệm chú, thuận tiện mua thêm chút dược liệu, chuẩn bị sẵn để luyện đan sau này. Hai ngày sau đó, mỗi ngày Ngô Bình đều tu luyện trong quán trọ, thi thoảng ra ngoài mua vài món đồ. Trong mấy ngày này, anh đã học được 120 loại chú ngôn. Phải biết, mỗi khi học được một loại chú ngôn, sẽ phải tiêu hao một phần sức mạnh, cho nên bình thường những pháp sư biết chú ngôn đó cũng chỉ khống chế mấy loại, có thể nắm giữ 7-8 loại chú ngôn đã coi như lợi hại rồi. Còn Ngô Bình, thoáng cái nắm giữ 120 loại, thật sự là tồn tại nghịch thiên. 3 ngày sau, Ngô Bình đi đến cửa hàng binh khí, ông chủ Kim Tam Kỳ đang ngồi sau quầy uống trà, trông vẻ vô cùng thảnh thơi. Ngô Bình bước vào, ông ta đứng dậy cười nói, cậu tới rồi. Ngô Bình, ông chủ Kim, đồ tôi cần đã làm xong chưa? Kim Tam Kỳ gật đầu nói, mời đi theo tôi. Hai người tới hậu viện, chỉ thấy trong viện dựng một cái lán, bên dưới đặt một chiếc lò luyện đan cao 1m7. Ngô Bình cẩn thận kiểm tra, chế tác coi như không tệ, trên cơ bản đều đạt yêu cầu, thậm chí có nhiều chỗ còn vượt qua mong đợi của anh. Anh cười nói, ông chủ Kim, các ông vất vả rồi. Kim Tam Kỳ cười nói, đó là chuyện chúng tôi nên làm, thưa cậu, thứ cậu chế tạo là lò luyện đan sao? Ngô Bình không giấu giếm, nói, đúng vậy, đây là lò luyện đan, tôi đang nghiên cứu luyện đan. Kim Tam Kỳ lắc đầu, không phải người nào cũng có thể nghiên cứu thuật luyện đan này. Cậu xem, thành Vân Đô này rất lớn, nhưng cũng chỉ có một thầy luyện đan, được các gia tộc coi là khách quý. Ngô Bình, chỉ có một vị sao? Vậy tôi càng phải cố gắng hơn nữa, sớm ngày trở thành thầy luyện đan. Kim Tam Kỳ không để ý đến lời của Ngô Bình, cười nói, hy vọng cậu sẽ thành công. Sau khi kiểm hàng, Ngô Bình khiêng lò luyện đan rời khỏi cửa hàng. Bởi vì khiêng một chiếc lò luyện đan, cho nên trên đường đi hấp dẫn không ít ánh nhìn tò mò. Trở về khách sạn, anh lập tức mua sắm than lửa, bắt tay vào luyện chế một số đan dược có ích cho nguyên thần. Anh vừa rửa sạch lò luyện đan xong thì nghe thấy tiếng cãi cọ ngoài cửa, Tiểu Vũ vội vàng đi ra mở cửa. Cửa mở ra, một đám tu sĩ vọt vào, không nói một lời mà xông thẳng vào hậu viện, đồng thời nhìn chằm chằm vào lò luyện đan này. Ngô Bình đang điều chỉnh lò luyện đan, trông thấy một đám người xa lạ chạy tới, anh trầm giọng nói, các anh làm gì vậy? Người cầm đầu nhướng mày, gằn giọng nói, các anh to gan lắm. Dám trộm lò luyện đan của Mã đan sư. Ngô Bình chỉ vào lò luyện đan của mình, anh nói lò luyện đan này là của Mã đan sư. Đối phương nói, đúng vậy, bây giờ, chúng tôi muốn mang lò luyện đan về trả về chủ cũ. Còn hai người các anh, phải đi cùng tôi đến nha môn tiếp nhận xử phạt. Ngô Bình gật đầu, lấy thế đè người. Tốt lắm, con người tôi chưa bao giờ sợ người khác ức hiếp, người khác càng ức hiếp tôi lại càng vui vẻ. Người kia nhíu mày, ồ, anh còn rất vui vẻ. Ngô Bình nở nụ cười, nói, hay là anh dẫn tôi đi gặp Mã đan sư. Lò luyện đan này là tự tay tôi chế tạo, không có sự trợ giúp của tôi, ông ta không biết sử dụng lò luyện đan này như thế nào đâu. Người này đang định từ chối, một người khác đứng ở sau lưng lại nói, thủ lĩnh, quả thật Mã đan sư từng nói lời tương tự, lò luyện đan khác nhau sẽ có nguyên lý vận chuyển khác nhau. Hay là chúng ta dẫn anh ta về? Người này xoa xoa cằm dưới, nói, được rồi, vậy anh đi theo chúng tôi một chuyến,
chờ xử trí của Mã đan sư. Thế là, đối phương dùng xe kéo lò luyện đan, mang theo Ngô Bình và Tiểu Vũ đi đến một tòa nhà xa hoa. Tiến vào trong nhà, đầu tiên bọn họ đặt lò luyện đan vào trong một đại điện, một người đàn ông trung niên mắt dài mày mảnh đi tới. Sau khi ông ta nhìn thấy lò luyện đan, hai mắt lập tức tỏa sáng, bước lên cẩn thận nghiên cứu, trong miệng không ngừng phát ra tiếng khen ngợi. Lò luyện đan tốt, kết cấu tuyệt diệu. Ngô Bình nhìn ông ta, thản nhiên nói, không phải ông nói đây là lò luyện đan của ông à? Sao trông vẻ cứ như chưa thấy bao giờ? Người đàn ông trung niên sững sờ, ông ta liếc nhìn Ngô Bình, hỏi anh là ai? Người dẫn Ngô Bình và Tiểu Vũ tới vội nói, Mã đan sư, anh ta chính là người trộm lò luyện đan, tôi mang tới cho cậu xử lý. Mã đan sư này hừ một tiếng, thứ đồ hỗn láo, đồ của bản đan sư mà cũng dám trộm. Ngô Bình giận quá hóa cười, ông biết xấu hổ không vậy? Chỉ dựa vào chút bản lĩnh này của ông mà đòi chế tạo ra lò luyện đan như thế này sao? Mã đan sư giận dữ, khốn kiếp, dám vô lễ với bản đan sư, người đâu, cắt lưỡi tên này cho tôi. Mấy người dẫn Ngô Bình tới sải bước đi lên muốn đè anh xuống, Ngô Bình cười khẩy, đợi mấy người kia lại gần, cơ thể anh khẽ rung lên, mấy người kia lập tức bay ra ngoài, nặng nề đập xuống mặt đất. Mã đan sư khiếp sợ nói, mau gọi người. Ngô Bình giơ tay nắm tóc của Mã đan sư này, hung hăng đạp mấy phát lên bụng ông ta, khiến ông ta đau đến mức kêu gào thảm thiết, mồ hôi lạnh túa ra. Tôi hỏi ông, lò luyện đan này là của ông sao? Ngô Bình hỏi. Không phải của tôi, là của cậu, xin hãy tha mạng, đừng đánh nữa. Mã đan sư này cầu xin tha thứ. Ngô Bình ném ông ta xuống mặt đất, lạnh lùng nói, chỗ ở này của ông được đấy. Nhường cho tôi ở, như thế nào? Mã đan sư biết đã gặp phải kẻ khó chơi, vội vàng nói, vâng vâng, tất cả đều nghe theo sắp xếp của cậu. Ngô Bình, đi, dẫn tôi đến phòng luyện đan xem thử. Mã đan sư đang bị thương vẫn cố nén đau nhức, dẫn Ngô Bình đến phòng luyện đan. Phòng luyện đan của ông ta lớn chừng 7-8 gian phòng, bên trong bày đủ loại dược liệu, còn có các loại vật dụng, than lửa, dùng để luyện đan. Trong đó cũng một chiếc lò luyện đan. Ngô Bình kiểm tra lò luyện đan của ông ta, chính là loại sơ cấp nhất, anh lập tức vứt sang một bên, sau đó chuyển lò luyện đan của mình tới. Anh cho những người còn lại lui ra, chỉ để lại Tiểu Vũ và Mã đan sư, sau đó đốt lò, bắt đầu luyện đan. Bây giờ anh nắm giữ linh lực và nguyên thần, luyện đan đã không còn là việc khó khăn gì. Anh hỏi, ông tên là gì? Mã đan sư tại hạ Mã Bảo Ngọc. Ngô Bình, thuật luyện đan này của ông cũng mới chỉ là nhập môn, đúng lúc tôi cho ông xem luyện đan chân chính là như thế nào. Sau đó, anh lấy dược liệu ra, bắt đầu luyện chế một loại đan dược nguyên thần mạnh mẽ, chính là nguyên thần đan. Quá trình anh luyện đan lưu loát như mây trôi nước chảy, mỗi một đan quyết, mỗi một chú ngôn đều có thể xưng là hoàn mỹ, hơn nữa toàn bộ quá trình liền mạch, không hề gián đoạn. Khoảng 2 khắc sau, Ngô Bình vỗ lò luyện đan một cái, chợt có 5 sợi đan khí bay ra, ngưng tụ thành 5 viên đan dược trong tay anh. Nhìn chất lượng đan dược, Ngô Bình nói, cũng không tệ lắm, đan dược đế phẩm. Mã Bảo Ngọc ngây dại, đây là đan dược gì? Ngô Bình, nguyên thần đan, có thể cường hóa nguyên thần. Nói xong thì nuốt một viên, cảm nhận dược lực trong đó. Mặc dù đan phương tới từ thế giới bên ngoài, nhưng lúc này đây, hiệu quả vẫn tốt như thường. Cùng với dược lực phát tán, nguyên thần của anh ngày càng lớn mạnh. Anh lập tức ngồi xếp bằng, thoáng chốc đã hoàn thành tu luyện của Pháp Sư tầng 2 và Pháp Sư tầng 3, cũng dễ dàng đánh sâu vào tầng 4, bắt đầu ngưng tụ pháp lực. Bước này vô cùng khó khăn, pháp lực là cái gì, những tu sĩ chưa từng tiếp xúc căn bản không cách nào hiểu được. Cũng may Ngô Bình có cảm ngộ của bản thân, hơn nữa đã khơi thông thiên ý. Còn nắm giữ linh lực. Dưới cái nhìn của anh, pháp lực chính là linh lực, sau khi khơi thông với thiên địa sẽ hình thành một loại sức mạnh, nó là cầu nối giữa con người và thiên địa. Thoáng chốc, Ngô Bình lại nuốt thêm một viên nguyên thần đan, lúc này anh ăn liên tục 3 viên rồi mới tiếp tục tu luyện. Chưa đến nửa tiếng, quanh người anh bỗng nhiên được một vầng sáng bao bọc, một trường lực mạnh mẽ hình thành, bao phủ toàn bộ tòa nhà và khu vực xung quanh.
Cảm nhận được luồng sức mạnh này, Tiểu Vũ ngạc nhiên nói, anh Ngô, anh ngưng tụ ra pháp lực rồi, phải không? Ngô Bình mở mắt ra rồi mỉm cười gật đầu nói, là pháp lực. Sau đó, anh giơ tay ra điểm một cái, một tia lửa xuất hiện trên không trung rồi lượn hơn chục vòng, sau đó hóa thành một đóa hoa lửa. Mã Bảo Ngọc nhìn đến ngây người rồi lẩm bẩm, pháp lực, đúng là pháp lực rồi. Ngô Bình nói, có pháp lực rồi thì tôi có thể luyện chế đan dược cấp pháp. Sau đó, anh nói với Mã Bảo Ngọc, ông Mã, chỗ ông còn dược liệu nào khác không? Mã Bảo Ngọc quỳ xuống nói, tiên sinh cần dược liệu gì, tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị ngay. Ngô Bình, thế à? Ông không hận tôi nữa sao? Mã Bảo Ngọc tự vả vào mặt mình một cái rồi nói, là tiểu nhân có mắt như mù, tiên sinh tha mạng là tiểu nhân cảm kích lắm rồi. Từ giờ trở đi, tiểu nhân sẽ là nô tài hầu cạnh tiên sinh. Tiên sinh bảo gì thì tiểu nhân sẽ làm nấy. Ngô Bình, được, ông mang hết những dược liệu quý có thể tìm được đến đây cho tôi, để tôi xem có thể dùng chúng để luyện chế ra đan dược gì không. Mã Bảo Ngọc, vâng, tiểu nhân đi ngay ạ. Ngô Bình xua tay, đi đi. Mã Bảo Ngọc đi rồi, Tiểu Vũ mới hỏi, anh Ngô, anh không sợ Mã Bảo Ngọc này đi gọi người tới trả thù anh à? Ngô Bình bật cười nói, ông ta là người hiểu về luyện đan, sau khi biết được tài đan đạo của anh thì đã tôn anh lên làm thần rồi, chắc chắn ông ta sẽ không dám làm bậy đâu. Tiểu Vũ đầy khâm phục nói, anh Ngô, anh siêu quá. Ngô Bình chợt nhớ đến Thiên Tuyết Linh Kiều, hai người đã cùng nhau đến Xâm La Giới, nhưng giờ không biết cô ấy sao rồi. Anh hỏi Tiểu Vũ, anh muốn tìm một người, em giúp được không? Tiểu Vũ ngầm nghĩ rồi nói, thế giới này rất rộng, muốn tìm một người thì khó lắm, trừ phi đó là một người nổi tiếng. Nổi tiếng ư, Ngô Bình nói, cô ấy tên là Thiên Tuyết Linh Kiều, giờ chắc chưa có tiếng tăm gì, nhưng không lâu nữa, cô ấy sẽ trở thành người nổi tiếng thôi. Tiểu Vũ cười nói, thế thì mình chờ thêm đi ạ, hoặc anh Ngô hãy biến thành người nổi tiếng trước, như thế thì cô ấy cũng dễ tìm thấy anh. Ngô Bình thấy cũng có lý nên cười nói, cũng đúng. Hơn một tiếng sau, Mã Bảo Ngọc đã quay lại cùng với rất nhiều dược liệu, thậm chí có nhiều loại Ngô Bình còn không mua được ở cửa hàng. Tuy trình độ luyện đan của Mã Bảo Ngọc rất bình thường, nhưng nhiều năm qua đã kiếm được không ít tiền và quen biết khá nhiều người. Vì thế, hầu hết mọi người ở thành Vân Đô đều phải nể mặt ông ta. Ngô Bình kiểm tra dược liệu thì thấy có vài loại có chất lượng rất tốt, nhưng vẫn thiếu loại mang tính đột phá. Hình như đã trông thấy vẻ thất vọng của Ngô Bình nên Mã Bảo Ngọc nói, tiên sinh, có nhiều yêu quái cấp 8 hay thậm chí là cấp 9 sống ở trong thành, chúng giữ nhiều dược liệu quý lắm, nhưng tiểu nhân không luyện chế được đan dược mà chúng cần. Nếu tiểu nhân có thể luyện chế được thì có thể lấy được dược liệu của chúng. Ngô Bình, thế chúng cần đan dược gì? Mã Bảo Ngọc lấy một phương thức luyện đan ra rồi đưa cho Ngô Bình, anh nhìn qua thì thấy đây là một loại thuốc mở các rào cản trong cơ thể. Thích hợp cho yêu quái sử dụng, mà cũng có công dụng nhất định với con người. Anh ngẫm nghĩ rồi hỏi, bọn yêu quái ấy là gì? Mã Bảo Ngọc, một con hùng quái cấp 9, trước kia nó hỏi tiểu nhân có luyện chế được đan dược này không, tiểu nhân thấy khó quá nên bảo tạm thời chưa luyện được, cần thêm thời gian để chuẩn bị. Ngô Bình, có nghĩa là ông cũng chưa từ chối. Mã Bảo Ngọc gật đầu, tiểu nhân sợ từ chối thẳng thì sẽ bị nó ăn thịt nên mới lấp lửng như vậy. Ngô Bình, ông đến tìm nó và bảo ông có thể luyện chế được rồi. Mã Bảo Ngọc gãi đầu với vẻ lo lắng, tiên sinh, nếu tiểu nhân đi thì phải luyện chế được đan dược mà chúng cần, không thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Bình, yên tâm, tôi có thể luyện chế đan dược này, hơn nữa còn có cấp bậc cao cơ. Nhưng ông hãy yêu cầu nó đưa 5 phần dược liệu. Cứ bảo ông chưa chắc lắm nên cần mới cần nhiều. Mã Bảo Ngọc, được ạ, chắc chắn nó sẽ đồng ý thôi, thậm chí còn thưởng thêm ấy. Ngô Bình, còn đan dược nào nữa không? Mã Bảo Ngọc lấy thêm 3 phương thức luyện đan nữa ra, đây đều là đan dược mà yêu quái yêu cầu. Ngô Bình xem xong thì cười nói, ông đi tìm 4 con luôn rồi lấy dược liệu đi, trong vòng 3 ngày tôi sẽ trả đủ hàng. Mã Bảo Ngọc, vâng, tiểu nhân đi ngay ạ. Sau đó, Ngô Bình đã củng cố thi và thử tu luyện chút pháp thuật. Có pháp lực rồi thì anh có thể thi triển pháp thuật, trước đó anh đã học 120 loại chú thuật,
mỗi chú thuật ứng với một pháp thuật, muốn luyện hóa hết chúng thì cần một khoảng thời gian. Anh luyện ba loại pháp thuật bổ trợ cho luyện đan, đang định luyện tiếp cái thứ tư thì Mã Bảo Ngọc đã quay về. Ông ta dẫn theo một tốp người cầm đủ các loại dược liệu trong tay, sau đó mừng rỡ nói, tiên sinh, dược liệu đây rồi. Ngô Bình gật đầu nói, để tôi kiểm tra. Anh xem kỹ từng loại, quả nhiên đều là dược liệu quý. Sau đó, anh lại sai Mã Bảo Ngọc đến hiệu thuốc mua thêm ít dược liệu nữa. Mã Bảo Ngọc đi ngay, còn Ngô Bình tập trung nghiên cứu đan dược và bắt tay luyện lò đầu tiên là thần môn đan. Có 5 phần dược liệu ở trước mặt anh chỉ cần một phần thôi là đủ cho một lò rồi. Đan dược này dành cho yêu quái nên anh không cần luyện quá tốt, cuối cùng thành quả là 2 viên thần môn đan. Đan dược có cấp tam phẩm, với Mã Bảo Ngọc thì đây đã là chuyện không thể, nếu anh luyện chế ra đan dược có cấp cao hơn thì sẽ khiến yêu quái nghi ngờ. Luyện xong một lò thần môn đan, Ngô Bình dùng các dược liệu còn lại kết hợp với dược liệu của mình để chuẩn bị luyện chế một lò thần môn đan khác thích hợp với con người. Theo kinh nghiệm của anh thì thần môn đan có thể mở được một sức mạnh trong cơ thể, tương đương với mở thần tàng. Sau một hồi suy nghĩ, anh đã vứt 2 vị thuốc đi, sau đó cho thêm 4 vị khác vào. Lần này, anh luyện chế mất hơn 1 tiếng, sau đó có 4 luồng đan khí bay lên rồi ngưng tụ thành 4 viên đan dược cấp đế phẩm trong tay anh. Thấy thế, Ngô Bình uống luôn 1 viên rồi nhắm mắt cảm nhận dược lực. Ngay sau đó, anh đã cảm thấy có một luồng sức mạnh kỳ diệu mở ra, cơ thể anh cũng có sự thay đổi, 2 luồng nhiệt nóng tích tụ trong người anh. Tiếp đó, Ngô Bình thấy trong người mình còn có cánh cửa thứ tư, nó khác với phong môn, thiên môn, mệnh môn, mà nằm trong hư không, liên quan đến nguyên thần nên được gọi là thần môn. Song, thể chất của anh quá mạnh, dược lực của một viên đan dược không thể mở được cánh cửa này, vì thế, anh đã uống viên thứ hai. Lần này, anh thấy sâu trong ý thức của mình có một cánh cửa màu vàng mở ra, sau đó có một thần hồn vô cùng vĩ đại. Thần hồn này chính là anh. Ngô Bình không ngờ thần môn đan này có thể mở được sức mạnh bị áp chế của mình, nhưng anh chưa phóng sức mạnh này ra, vì tạm thời không cần thiết. Cùng lúc đó, anh cũng hiểu được tác dụng của xâm la giới với mình, đó chính là giúp anh thích ứng trước với kiếp nạn lớn, từ đó còn chuẩn bị sẵn mọi thứ. Xem ra cách thức tu luyện ở đây rất có hiệu quả trong đại kiếp, ngoài ra mình cần phải luyện đan để chuẩn bị cho lúc đó nữa. Sau đấy, Ngô Bình đã luyện chế nốt 3 loại đan dược còn lại. 3 loại này đều có công dụng riêng, anh đã sửa đổi một chút để chúng phù hợp với cơ thể người. Luyện đan xong, anh không vội mang đan dược ra ngay, mà gọi Mã Bảo Ngọc tiếp tục đi mua dược liệu. Anh quyết định sẽ nghiên cứu vài loại đan dược để đột phá lên pháp sư tầng thứ 5 là ngưng tụ pháp thần. 3 ngày sau, anh vừa củng cố tu vi vừa nghiên cứu các đan dược mà Mã Bảo Ngọc mang đến. Cùng lúc đó, anh tiếp tục bảo ông ta mang đan dược mình đã luyện chế đến cho 3 con yêu quái khác. Quả nhiên cả 4 con yêu quái đều rất vui mừng, chúng không chỉ trọng thưởng cho Mã Bảo Ngọc, mà còn tặng cho ông ta rất nhiều dược liệu quý. Hơn nữa, khi Mã Bảo Ngọc quay về thì còn cầm theo 9 phương thức luyện đan và số dược liệu đủ để luyện chế các loại đan dược ấy. Ngô Bình không vội vàng luyện đan ngay, mà chọn vài dược liệu có tác dụng với mình. Sau đó kết hợp với các dược liệu anh đã chọn trước đó rồi chính thức luyện chế một loại đan dược có tên là pháp thần đan. 2 ngày sau, nguyên thần của Ngô Bình đã bắt đầu hấp thu pháp lực vô cùng tinh thuần, sau đó thành công ngưng tụ ra pháp thần dưới sự hỗ trợ của pháp thần đan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 137.